Chúng ta tiếp tục với phần Excel nhé. Hôm trước thì cô đã giới thiệu với các bạn một số hàm cơ bản trong Excel rồi. Chúng ta còn nhớ chúng ta đã học những hàm gì rồi không ạ? Bạn nhớ mình đã học những hàm gì rồi không? Min max xong trung bình sum với cả sum mid ạ. Ok. Đúng ạ. Thì hôm trước chúng ta đã nói về một số hàm cơ bản, ví dụ như hàm min để tìm giá trị nhỏ nhất, hàm max tìm giá trị lớn nhất, hàm sum tính tổng, hàm sum if tính tổng thỏa mãn một cái điều kiện nào đó, đúng không ạ? Hàm average để chúng ta có thể tính được trung bình, giá trị trung bình, tức là tính trung bình cộng đấy, đúng không ạ? Tiếp nữa là tương tự như bên hàm sum, chúng ta có sum if, thì ở đây chúng ta cũng có hàm average if. Average if cho phép chúng ta tính trung bình cộng thỏa mãn một cái điều kiện nào đó. Hàm nữa là hàm count. Các bạn còn nhớ hàm count này không? Hình như cô cũng giới thiệu hàm count rồi đúng không nhỉ? Hàm count để làm gì hả các bạn? Hàm count để làm gì? Hello, như cô chưa nói mà cô. À, chưa nói à? Ừ, thế thì cô nhắc lại mấy cái hàm bên trên nhé, rồi cô sẽ nói hàm count. Thứ nhất là hàm min tìm giá trị nhỏ nhất, ví dụ chúng ta cần tìm mức lương thấp nhất thì chúng ta sẽ sử dụng hàm min, tham số truyền vào cho hàm min đó là D3 cho đến D15, được không ạ? Cô hỏi lại này, hàm min này cô đang sử dụng ở đây có bao nhiêu tham số ở các bạn? Hàm này có bao nhiêu tham số? Đúng rồi, vẫn nhớ đúng không ạ? Rồi, chúng ta rất là tốt. Như vậy ở đây các bạn lưu ý là hàm min cô đang viết cô sử dụng ở đây ý, thì nó chỉ có một tham số thôi đúng không ạ? Chứ một số bạn sẽ bị nhầm là nó có tới 13 tham số là sai đúng không? Các tham số thì phải ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy hoặc là dấu chấm phẩy. Tiếp theo nữa chúng ta có hàm max để có thể tìm được cái giá trị lớn nhất. Ví dụ chúng ta cần tìm mức lương lớn nhất thì chúng ta sẽ sử dụng bằng max của D3 cho đến D15. Cái độ rộng này của ô này nó bé thì nó sẽ hiển thị dưới dạng là cái này nó gọi là dấu phẩy động đấy các bạn. Ví dụ như 1,3e cộng với 0,07 chẳng hạn thì cái này chính là giá trị là một, giá trị số của nó chính là bằng 1,3 nhân với 10 mũ 7. Đấy. Thì nếu mà chúng ta kéo cái độ rộng ô này lớn hơn thì nó sẽ hiển thị cái giá trị của nó, được không ạ? Đấy. Tiếp theo nữa chúng ta có hàm sum để tính tổng lương của tất cả các nhân viên trong công ty thì đó là hàm sum D3 đến D15. Nếu chúng ta muốn tính tổng thỏa mãn một cái điều kiện nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if. Ví dụ cô cần tính tổng lương của các nhân viên phòng kế toán thì chúng ta sử dụng hàm sum if với 3 tham số. Tham số thứ nhất đó là vùng điều kiện. Tham số thứ hai là điều kiện và tham số thứ ba này là vùng tính tổng, đúng không ạ? Các tham số được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy ở trên máy tính này của cô. Như vậy, tham số đầu tiên, vùng điều kiện sẽ là vùng phòng ban đây. Điều kiện sẽ là kế toán. À, vùng tính tổng sẽ là vùng lương. Tiếp nữa, chúng ta có hàm average để tính mức lương trung bình chẳng hạn. Average của D3 cho đến D15 sẽ cho chúng ta mức lương trung bình của các nhân viên. Hàm average if, ví dụ cô cần tìm mức lương trung bình của các nhân viên phòng kế hoạch chẳng hạn. Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng hàm average để tính giá trị trung bình thỏa mãn một cái điều kiện nào đó bằng average if. Hàm này tương tự như hàm sum if, các bạn sẽ nhìn thấy nó có 3 tham số. Tham số thứ nhất là vùng điều kiện, tham số thứ hai là điều kiện và tham số thứ ba đó là vùng tính trung bình cộng. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy các tham số của nó tương tự như hàm sum if, chỉ có khác một điều thôi, đó là cái tham số cuối cùng của hàm sum if đó là vùng tính tổng. Thế còn với hàm average if thì tham số cuối cùng của nó đấy chính là vùng tính trung bình cộng. Đúng không ạ? Rồi. Average if
Vùng điều kiện sẽ là vùng phòng ban, tại vì cô đang cần tìm mức lương trung bình của các nhân viên phòng kế hoạch. Do đó vùng điều kiện sẽ là vùng C3 cho đến C15. Điều kiện là kế hoạch đặt trong cặp dấu nháy kép. Và cuối cùng là vùng tính tổng à tính nhớ trung bình cộng sẽ là vùng lương. Đúng không ạ? À, có một cách mà để chúng ta có thể chọn nhanh một vùng ô ấy, bình thường nhé, cô lấy ví dụ này, bình thường thì các bạn sẽ kéo vào cái vùng từ D3 cho đến D15 này, đúng không ạ? Thế thì để nó nhanh hơn ấy, thì các bạn có thể làm như sau này, các bạn ví dụ cô đang cần chọn cái vùng ô D3 cho đến D15 cho cái tham số thứ ba này, thì cô chỉ cần đặt con trỏ tại cái ô đầu tiên này, sau đó chúng ta sử dụng tổ hợp phím Ctrl Shift và mũi tên xuống dưới thì nó sẽ chọn cho chúng ta đúng cái vùng ô đấy, đúng không ạ? Đó. Thì đây là một số hàm mà chúng ta đã nói ở buổi hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một số hàm khác nữa. Đầu tiên đó là hàm count. Với hàm count sẽ cho phép chúng ta đếm số ô chứa dữ liệu dạng số, đúng không ạ? Cô lấy ví dụ bằng count. Cô sẽ chọn vào cái vùng ô này đi. Rồi, count của gì nào? À, cô sẽ lấy vùng count của cái vùng này. Đúng không ạ? Đấy. Thì theo các bạn, giá trị nó sẽ trả lại bằng bao nhiêu? Count của F2 cho đến H7. Theo các bạn thì nó sẽ trả lại giá trị bằng bao nhiêu ạ? Hàm count cho phép đếm số ô chứa dữ liệu dạng số. Theo các bạn nó sẽ trả lại bằng bao nhiêu? 7. Đúng rồi, bằng 7, đúng không ạ? Đấy. Thì trong cái vùng ô cô vừa chọn ấy, nó có một ô có giá trị dạng số thôi. À, có 7 ô có giá trị dạng số, chính là nằm trong cái cột G đây này. Đúng không ạ? Bằng 6 à? Có 6 thôi chứ nhỉ? Đếm hình 7 à? Có 6 dòng thôi mà. Đúng không? Đây này. Hôm nay cô tưởng là chắc là bạn đếm cả cái dòng này nữa rồi, đúng không? Ừ. Bằng 6 thôi nhé. Tại vì nó chỉ có 6 ô chứa dữ liệu dạng số này thôi này. Đúng không ạ? Chắc là lúc nãy bạn đếm cả cái ô cuối cùng này nữa, đúng không? Ok. Đấy. Thì đây là hàm cho phép chúng ta đếm số ô chứa dữ liệu dạng số. Thế nào là dữ liệu dạng số thì chúng ta cũng biết rồi, đúng không? Nó có thể là số nguyên, số thực, số âm, số dương. Nó có thể là dữ liệu dạng date, cũng có thể là dữ liệu dạng time. Đều là dữ liệu dạng số nhé. Tiếp theo chúng ta có hàm count A. Hàm count A cho phép chúng ta đếm số ô chứa dữ liệu, tức là chỉ cần nó chứa dữ liệu thôi, thế còn trong đó chứa dữ liệu gì cũng được. Ví dụ cô đếm count A của cái vùng ô này đi. Các bạn nó sẽ trả lại bằng bao nhiêu? Count A của F2 cho đến H7. Hàm count A cho phép đếm số ô chứa dữ liệu. Chỉ cần nó chứa dữ liệu thôi, còn trong đó chứa cái gì cũng được. Nó sẽ trả lại giá trị bằng bao nhiêu? 12 ạ. 12, đúng không ạ? Vâng. Chính là có 12 cái ô này này có chứa dữ liệu. Tiếp nữa, chúng ta có hàm count blank. Hàm count blank. Đấy. Hàm count blank này cho phép chúng ta đếm số ô trống. Count blank. Đếm số ô trống. Ví dụ như cô sử dụng cái vùng ô này, cô cần đếm số ô trống trong vùng ô này, thì giá trị nó sẽ trả lại là bằng 6, đúng không ạ? Đó là hàm count blank. Và tương tự như bên hàm sum, chúng ta có sum if, average, có average if, thì bên này chúng ta cũng sẽ có hàm count if. Hàm count if. Hàm count if cho phép chúng ta đếm số ô thỏa. Như cô cũng tại hàm count blank được mà, em vẫn chưa hiểu lắm cái hàm đấy. Count blank là cho phép chúng ta đếm số ô trống, tức là nó không chứa dữ liệu ấy, gọi là số ô trống. Đúng không ạ? Ví dụ đây này, cái vùng ô của cô đang chọn là cái vùng ô F2 cho đến H7 này này. Thì cái vùng ô đấy nó chỉ có bằng này ô trống. G7 thôi, nên là nhầm. Ừ. Rồi, tiếp tục là hàm count if. Hàm count if để đếm số ô thỏa mãn một cái điều kiện nào đó.
Ví dụ như cô đang cần đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh chẳng hạn, thì khi đấy chúng ta sẽ sử dụng hàm count if. Hàm count if thì nó rất là đơn giản, nó chỉ có hai tham số thôi. Tham số thứ nhất đó là vùng điều kiện và tham số thứ hai là điều kiện. Đúng không ạ? Đấy, hàm count if rất đơn giản như thế này. Hai tham số vùng điều kiện và điều kiện. Ví dụ cô đang cần đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh, thì khi đấy chúng ta sẽ lấy cái vùng điều kiện sẽ là vùng phòng ban, đúng không ạ? Và điều kiện là kinh doanh đặt trong cặp dấu nháy kép. Được chưa ạ? Đấy. Thì nó sẽ đếm cho chúng ta xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh. Đây là vùng điều kiện. Còn đây là điều kiện. Tiếp theo, hãy đếm cho cô xem có bao nhiêu nhân viên có mức lương từ 6 triệu rưỡi trở xuống. Hãy đếm xem có bao nhiêu nhân viên có mức lương từ 6 triệu rưỡi trở xuống. Các bạn hãy viết cho cô cái công thức với cái yêu cầu vừa rồi đi. Các bạn nào làm xong rồi? Có bạn nào làm xong chưa thì nhắn tin trong meeting chat giúp cô nào. Hãy đếm xem có bao nhiêu nhân viên có mức lương từ 6 triệu rưỡi trở xuống. Chưa bạn nào làm xong hả em? Hãy đếm xem có bao nhiêu nhân viên có mức lương từ 6 triệu rưỡi trở xuống. Ừ, cô viết nhé. Chúng ta sẽ có hàm count if. Count if. Vùng điều kiện sẽ là vùng lương, đúng không ạ? Và điều kiện chúng ta sẽ viết là nhỏ hơn bằng 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Cặp dấu nháy kép. Đúng không ạ? Đây là hàm cho phép chúng ta đếm xem có bao nhiêu nhân viên có mức lương từ 6 triệu rưỡi trở xuống. Tham số thứ nhất là vùng điều kiện và tham số thứ hai là điều kiện. Thank you.
tiếp theo này. Các bạn làm xong câu vừa rồi chưa? Rồi. Ok. Tiếp nữa, chúng ta sẽ đếm cho cô xem có bao nhiêu nhân viên họ Trần. Bao nhiêu nhân viên họ Trần? Thì ở đây cô nói một chút này. Thì trong Excel nó có hai ký tự, nó gọi là hai ký tự đại diện hay ký tự thay thế. Thì ký tự thứ nhất là ký tự dấu sao, và ký tự thứ hai đó là ký tự dấu hỏi chấm. Thì ký tự dấu sao này sẽ sử dụng để thay thế cho một nhóm ký tự bất kỳ, thậm chí đó là một tách rỗng không chứa một ký tự nào cả. Tức là ký tự sao nó có thể thay cho một tách rỗng này, có thể thay cho một nhóm có một ký tự, hai ký tự, ba ký tự, vân vân. Tức là nó có thể thay thế cho một nhóm ký tự bất kỳ. Thế còn với ký tự dấu hỏi chấm ấy, thì nó sẽ thay thế cho một ký tự, đúng không ạ? Cho một ký tự thôi. Thế thì cô đang cần đếm xem có bao nhiêu nhân viên họ Trần. Chúng ta sẽ sử dụng hàm COUNTIF và vùng điều kiện sẽ là vùng họ tên đây. Đúng không ạ? Đây là vùng điều kiện. Thế còn điều kiện ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là người ta chỉ cần yêu cầu chúng ta đếm những nhân viên họ Trần. Có nghĩa là những cái ký tự đầu sẽ là TRAN v.v. đấy, đúng không? Tức là chữ Trần đầu tiên. Thế còn đằng sau nó là cái gì cũng được. Đấy. Thế nên là điều kiện chúng ta sẽ viết là Trần cách ra, sau đó đến sao. Đúng không ạ? Đó. Thì đây là công thức, là cái hàm COUNTIF mà chúng ta sử dụng cái tham, cái điều kiện ấy. Chúng ta đã sử dụng một cái, cái này nó gọi là ký tự đại diện hay gọi là ký tự thay thế. Dấu sao để thay thế cho một nhóm ký tự bất kỳ, thậm chí đó là một text rỗng. Đấy. Có nghĩa là đằng sau nó là cái gì cũng được, có bao nhiêu ký tự cũng đều được. Và những cái ký tự đấy là ký tự bất kỳ, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta sử dụng ký tự sao ở đây để thay thế. Thì với công thức này, nó sẽ cho phép chúng ta đếm được số nhân viên họ Trần, đúng không ạ? Và tương tự như vậy, chúng ta cần đếm xem có bao nhiêu nhân viên có tên là Anh. Nào bạn nào hãy đếm cho cô xem có bao nhiêu nhân viên có tên là Anh. Thì tương tự thôi, đúng không? Vừa rồi thì cô đếm có bao nhiêu nhân viên họ Trần, thì chúng ta sẽ sử dụng là điều kiện là Trần cách sao. Có nghĩa là những ký tự đầu là những ký tự này, còn đằng sau nó là cái gì cũng được. Thế bây giờ tương tự, cô cần đếm xem có bao nhiêu nhân viên có tên là Anh, thì chúng ta sẽ sử dụng gì đây? Điều kiện sẽ là gì? Tương tự như hàm này thôi, chỉ khác mỗi cái điều kiện. Có tên là Anh có nghĩa là đằng trước nó là cái gì cũng được, nhưng mà cuối cùng nó phải là Anh, đúng không ạ? Vâng. Thì điều kiện sẽ là gì nào? Cô sẽ viết sang bên ô bên này nhé. Bằng COUNTIF, vùng điều kiện vẫn là vùng họ tên. Và điều kiện là gì hả các bạn? Sao Anh? À, sao Anh. Có cách không hả em? Có ký tự cách không hay viết liền? Có cách ạ. Ừ, có cách, đúng không? Tại sao lại phải có cách nhỉ? Có bạn nào trả lời được không nào? Tại sao lại phải có cách? Cô không viết cách có được không? Có bạn nào trả lời được không? Nghĩa là nếu mà không có cách thì nó kiểu là một cái tên liền luôn ý. À, không phải tên liền, tên cách cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta viết không có ký tự cách này, tức là chúng ta viết là sao Anh như này này. Đấy. Thì những người có tên là Thanh chẳng hạn, đúng không? Nó cũng sẽ được đếm. Đương nhiên là Anh sẽ được đếm rồi, đương nhiên là Anh sẽ được đếm rồi, đúng không? Nhưng mà ngoài ra nếu mà chúng ta viết điều kiện như thế này này, thì những người có tên là Thanh này hay là tên là Danh này, đúng không? Đều được đếm hết. Tại vì nó chỉ cần quan tâm những ký tự cuối là Anh thôi, còn đầu tiên nó là cái gì cũng được, đúng không? Nhưng mà đây rõ ràng chúng ta chỉ cần đếm những người có tên là Anh thôi, thế nên là cần phải có ký tự cách đằng trước. Được chưa ạ? Ok. Tiếp nữa, chúng ta sẽ có hàm, thực ra ấy, thì nó còn có thêm các hàm nữa, nhưng mà cô không biết là các bạn có muốn nói thêm không? Tại vì với phạm vi của môn học này chắc là chúng ta chỉ cần đến SUMIF và COUNTIF thôi. Nhưng mà ngoài ra ấy, nó còn có một số các hàm khác, ví dụ như hàm SUMIF S. Cô viết sang bên này nhé, hàm SUMIF thì chúng ta còn có hàm nữa, đó là hàm SUMIF S. Hay là hàm COUNTIF này thì nó còn có một cái hàm nữa, đó là hàm COUNTIF S. Đấy. Tức là như thế nào ạ? Nhìn vào đây thì chắc các bạn cũng biết là ý nghĩa của hai hàm này là như thế nào, đúng không? Ví dụ như với hàm SUMIF thì nó chỉ cho phép chúng ta tính tổng thỏa mãn một điều kiện nào đó thôi.
Thế còn hàm SUMMIT-S này sẽ cho phép chúng ta tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện đồng thời. Đúng không ạ? Và hàm COUNT-IF-S này sẽ cho phép chúng ta đếm số ô thỏa mãn nhiều điều kiện đồng thời. Cô nói một chút về hàm này nhé. Ví dụ như cô cần đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh và có mức lương trên 7 triệu. Đúng không ạ? Ví dụ thế. Cô đang cần đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh có mức lương trên 7 triệu. Như vậy, ở đây cô đang cần đếm có mấy điều kiện? Đếm số ô thỏa mãn mấy điều kiện? Có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh và có mức lương trên 7 triệu? Có 2 điều kiện. Có 2 điều kiện, đúng không ạ? Điều kiện thứ nhất là phòng kinh doanh và điều kiện thứ hai là có lương trên 7 triệu. Thì rõ ràng chúng ta sẽ không sử dụng hàm SUMMIT-IF ở đây, mà chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMMIT-S. Nó cho phép chúng ta tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện đồng thời. Chúng ta lưu ý ở đây giúp cô, đó là điều kiện đồng thời, tức là điều kiện và, đúng không ạ? Điều kiện và vừa là phòng kinh doanh và vừa có mức lương trên 7 triệu. Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMMIT-S. Chúng ta cùng xem hàm SUMMIT-S này có bao nhiêu tham số. Đây là hàm SUMMIT-S, đúng không ạ? Thì chúng ta phải nhận xét này. Với hàm SUMMIT lúc nãy chúng ta xét ấy, thì cái tham số vùng tính tổng là cuối cùng. Thế còn với hàm SUMMIT-S này, vùng tính tổng được đặt lên đầu tiên. Tiếp theo chúng ta có vùng điều kiện 1, điều kiện 1. Tiếp sau đó chúng ta sẽ có vùng điều kiện 2, điều kiện 2. Tức là nó sẽ theo từng cặp tham số 1, đúng không ạ? Cứ vùng điều kiện 1, sau đó đến điều kiện 1, vùng điều kiện 2, rồi đến điều kiện 2. Và nếu mà có thêm điều kiện thứ 3 nữa thì lại là vùng điều kiện 3 và điều kiện 3. Cứ như thế. Được không ạ? Chúng ta hãy lập công thức với cái yêu cầu vừa rồi này. Hãy tính tổng lương của các nhân viên phòng kinh doanh và có mức lương trên 7 triệu. Vậy vùng tính tổng sẽ là vùng nào? Vùng tính tổng sẽ là vùng nào? Vùng tham lương. Số. Đúng rồi, là vùng lương. Đúng không ạ? Tiếp theo, đến vùng điều kiện 1, sau đó tới điều kiện 1, vùng điều kiện 2 và điều kiện 2. Đây chúng ta nhìn các tham số này. Vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2 và đằng sau này sẽ có điều kiện 2. Nó sẽ theo từng cặp tham số như thế. Đúng không ạ? Vậy câu hỏi này. Vậy theo các bạn thì đâu sẽ là điều kiện 1? Cái gì sẽ là điều kiện 1 nào? Phòng kinh doanh và có mức lương trên 7 triệu. Vậy đâu sẽ là điều kiện 1? Theo các bạn cái gì sẽ là điều kiện 1? Hai cái điều kiện này có vai trò ngang nhau không? Hay là điều kiện nào có vai trò quan trọng hơn cái nào? Có cái quan trọng hơn so với cái còn lại? Lớn hơn bằng 7 triệu. Câu hỏi lại câu hỏi nhé. Theo các bạn này, vai trò của hai cái điều kiện này nó có như nhau hay không? Hay là có cái là điều kiện quan trọng hơn, có cái không quan trọng? Cả hai đều như nhau ạ. Đúng rồi, cả hai điều kiện đều như nhau. Đúng không? Vai trò của nó như nhau. Thế nên chúng ta coi cái nào là điều kiện một đều được. Được không ạ? Cái nào là điều kiện một cũng được. Được chưa? Tại vì hai cái điều kiện này điều kiện va mà. Kinh doanh và có lương trên 7 triệu thì hai điều kiện này hoàn toàn có vai trò như nhau. Chúng ta coi cái nào là điều kiện 1 cũng được. Ví dụ cô coi phòng kinh doanh là điều kiện 1 đi. Thì vùng điều kiện 1 sẽ là vùng phòng ban và điều kiện 1 sẽ là kinh doanh. Đúng không ạ? Tiếp theo, vùng điều kiện 2. Đây các bạn nhìn này. Các cái tham số vùng điều kiện 2, điều kiện 2 đây, nó được đặt trong cặp ngoặc vuông. Có nghĩa là tham số này có thể có hoặc không. Có nghĩa là có thể có hoặc không, tức là làm sao nhỉ? Tức là nếu trong trường hợp cô chỉ cần tính tổng thỏa mãn một điều kiện thôi thì đến đây cô có thể kết thúc luôn rồi. Đúng chưa ạ? Nếu cô cần tính tổng thỏa mãn một điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng hàm SUMMIT-IF. Có một điều kiện duy nhất đến đây là chúng ta đóng được rồi. Đúng không? Đấy. Thế còn những tham số này nó được đặt trong cặp ngoặc vuông, có nghĩa là có thể có hoặc không. Đó. Như vậy ở đây điều kiện vùng điều kiện 2 của chúng ta sẽ là vùng gì? Vùng điều kiện 2 sẽ là vùng gì ạ? Cũng là lương à? Là lương, đúng không? Và điều kiện sẽ là
lớn hơn 7 triệu. Thì đây là hàm sum if s cho phép chúng ta đếm tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện đồng thời. Đó là điều kiện đồng thời các bạn nhé. Điều kiện và đấy, chúng ta lưu ý chỗ này. Đây là vùng điều kiện này, đây là vùng tính tổng này, vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2 và đây là điều kiện 2. Cô ơi. Ừ. Cô ơi, mạng nhà em có vấn đề, em mò mãi bây giờ mới vào được lớp ạ. Thế à? Ừ, em nhắn tin cho meeting chat đi để chị Vương Anh điểm danh nhé. Dạ vâng. Cô ơi, lại được không cô? Nó lại hàm này hả em? Vâng ạ, cái chỗ đoạn kinh doanh ấy. Viết lại hàm này nhá. Bằng sum if s này. Thứ nhất là vùng điều kiện, vùng tính tổng sẽ là vùng nào nào? Vùng tính tổng. Tổng lương của các nhân viên phòng kinh doanh và có mức lương trên 7 triệu. Vùng tính tổng sẽ là vùng nào? Tham số đầu tiên là vùng tính tổng nhé. Vậy vùng tính tổng là vùng nào? Là vùng lương. Ở vùng lương, đúng rồi. Tiếp theo, như cô vừa mới nói ấy, thì với hai cái điều kiện là phòng kinh doanh và có lương trên 7 triệu, thì hai cái điều kiện đó có vai trò như nhau. Chúng ta coi cái nào là điều kiện 1 cũng được. Ví dụ, cô coi phòng ban, phòng kinh doanh là điều kiện 1. Thì khi đấy, vùng điều kiện 1 sẽ là vùng nào? Vùng phòng ban sẽ là vùng phòng ban, đúng không? Và điều kiện là gì? Là kinh doanh. Điều kiện của nó là kinh doanh, đúng chưa? Đấy, theo cặp tham số 1 mà. Tiếp theo, vùng điều kiện 2. Bây giờ chúng ta xét cái điều kiện thứ 2 thì có hai tham số. Tham số thứ nhất là vùng điều kiện và tham số thứ hai đó là điều kiện lớn hơn 7 triệu. Ý giúp cô là nó theo từng cặp tham số 1 nhé. Đây là vùng tính tổng, vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2 và điều kiện 2. Thì nó cứ theo từng cặp tham số như thế này. Được chưa ạ? Cái này ứng với cái điều kiện thứ nhất này. Đây là cặp tham số ứng với cái điều kiện thứ hai. Đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta lưu ý với hàm sum if s thì vùng tính tổng được đẩy lên đầu tiên nhé. Và với hàm sum if s nó cũng cho phép chúng ta tính tổng thỏa mãn một điều kiện. Như vậy để tính tổng một thỏa mãn một điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng hàm sum if hoặc là hàm sum if s đều được. Đúng không? Nhưng chúng ta lưu ý về các cái tham số. Với hàm sum if thì vùng tính tổng được đặt ở cuối cùng. Thế còn với hàm sum if s thì vùng tính tổng được đặt ở đầu tiên. Được chưa ạ? Rồi, tương tự như vậy, chúng ta có hàm count if s cho phép chúng ta tính tổng thỏa mãn, đếm số ô thỏa mãn nhiều điều kiện đồng thời. Count if s để đếm số ô thỏa mãn nhiều điều kiện đồng thời, tức là điều kiện và. Giống như hàm sum if vừa rồi ấy. Ví dụ cô cần đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh và có lương trên 7 triệu. Đấy. Thì giống như vừa rồi như chúng ta tính tổng lương, đúng không? Thì ở đây cô cần đếm. Đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh và có lương trên 7 triệu. Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm count if s. Thì tham số của hàm count if s này thì nó sẽ gồm có các tham số như sau. Thứ nhất là vùng điều kiện 1, sau đó đến điều kiện 1. Tiếp theo chúng ta sẽ có tham số vùng điều kiện 2, điều kiện 2. Và nếu có tham số nữa thì nó sẽ tiếp tục sẽ là vùng điều kiện 3, điều kiện 3, vân vân. Được không ạ? Nó sẽ cứ theo từng cặp tham số giống như vừa rồi ấy. Nó sẽ theo từng cặp tham số 1. Nhá. Rồi, cũng giống như hàm sum if s thì hai cái điều kiện này có vai trò như nhau. Thế nên là chúng ta coi cái nào là điều kiện 1 cũng được.
Giả sử như cô coi lương trên 7 triệu là điều kiện 1 đi, thì vùng điều kiện 1 của cô sẽ là vùng lương và điều kiện sẽ là lớn hơn 7 triệu. Đúng không ạ? Đấy. Đây là vùng điều kiện 1 và điều kiện 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ có tham số vùng điều kiện 2, điều kiện 2. Vùng điều kiện 2 sẽ là vùng phòng ban và điều kiện 2 sẽ là gì nhỉ? Kinh doanh. Đặt trong cặp này. Đây là hàm count ifs để đếm số ô thỏa mãn nhiều điều kiện đồng thời, tức là điều kiện và. Hàm này gồm có các tham số như sau. Thứ nhất là vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2, rồi đến điều kiện 2. Nó theo từng cặp tham số 1. Và với hàm count ifs này, nó cũng cho phép chúng ta đếm số ô thỏa mãn một điều kiện. Nhé. Thì tại vì các bạn thấy cái vùng điều kiện 2 và điều kiện 2 ấy, nó được đặt trong cặp ngoặc vuông. Có nghĩa là cái tham số đấy có thể có hoặc không. Đúng không ạ? Chúng ta xong chưa ạ? Rồi ạ. Bây giờ này, các bạn nghe câu hỏi sau đó đặt làm theo công thức sau nhá. Hãy đếm cho cô xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh hoặc phòng kế hoạch. Có bao nhiêu nhân viên thuộc vào phòng kinh doanh hoặc là phòng kế hoạch? Đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh hoặc phòng kế hoạch. Bạn nào làm được rồi thì nhắn tin trong meeting chat cho cô nhé. Theo các bạn, chúng ta sẽ sử dụng hàm gì với yêu cầu vừa rồi? Đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh hoặc phòng kế hoạch.
Chắc là cao IPS. Có bạn nào có ý kiến khác không? Em nghĩ là cao ít, tại vì cô bảo là hoặc ạ. Đúng rồi, chính xác. Ở đây các bạn lưu ý cô đã nói điều kiện là điều kiện hoặc, đúng không? Thì cô nhắc lại là hàm sum if s hay là hàm count if s cho phép chúng ta tính tổng hay là đếm số ô thỏa mãn nhiều điều kiện đồng thời, tức là điều kiện và. Thế còn với cái yêu cầu vừa rồi của cô ấy, đúng không? Với cái yêu cầu vừa rồi của cô đó là gì? Phòng kinh doanh, đếm sẽ có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh hoặc phòng kế hoạch. Thì ở đây rõ ràng điều kiện là hoặc thì chúng ta không thể sử dụng hàm count if s được. Tại vì nếu chúng ta sử dụng hàm count if s thì không có cái ô nào mà là vừa bằng kinh doanh mà lại vừa bằng kế hoạch được cả. Đúng không? Thì nó sẽ trả lại kết quả cho chúng ta là không. Do đó ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng hai cái hàm count if cộng với nhau. Đúng không? Chúng ta phải sử dụng hai hàm count if cộng với nhau. Ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng, đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng kinh doanh. Sau đó chúng ta sẽ đếm xem có bao nhiêu nhân viên phòng kế hoạch và chúng ta cộng lại với nhau, tức là chúng ta sẽ sử dụng hàm count if. Đây. Bằng vùng điều kiện 1 là vùng điều kiện và điều kiện là kinh doanh. Đấy. Thì đây là điều kiện hoặc nhá, đúng không? Thế nên là chúng ta phải tách ra là hai cái hàm count if như thế này. Vùng điều kiện là vùng kinh doanh và điều kiện là kế hoạch. Đấy. Thế còn bây giờ các bạn thử xem này, nếu cô sử dụng hàm count if s thì nó sẽ trả lại là bằng 0, count if s nó sẽ trả lại bằng 0 nhá. Vùng điều kiện 1 này và điều kiện 1 là kinh doanh. Đúng không? Vùng điều kiện 2 cũng là phòng ban này và điều kiện 2 là kế hoạch, ví dụ như này đi, thì nó sẽ trả lại kết quả cho chúng ta là bằng 0. Vì không có cái ô nào mà nó vừa bằng với kinh doanh và nó lại bằng với kế hoạch cả. Đúng không? Thì nó sẽ trả lại bằng 0. Đấy, thì chúng ta lưu ý nhé. Hàm sum IPS và hàm count IPS thì ở đó các cái điều kiện đấy nó phải là điều kiện và, đúng không? Thế còn nếu là điều kiện hoặc như yêu cầu này thì chúng ta sẽ phải tách ra làm hai cái hàm count IPS như thế này, được không ạ? Rồi, tiếp theo, hãy đếm cho cô xem có bao nhiêu nhân viên có mức lương từ 6 triệu đến 8 triệu. Hãy đếm cho cô xem có bao nhiêu nhân viên có mức lương từ dưới chị, từ 6 triệu đến dưới 8 triệu. Đó. Hoặc là đến 8 triệu đi. Hãy đếm xem có bao nhiêu nhân viên có mức lương từ 6 triệu đến 8 triệu. Chúng ta sẽ sử dụng hàm gì nhỉ? Count IPS. Đúng rồi. Đây là điều kiện và, đúng không? Từ 6 triệu đến 8 triệu. Đấy, thì nó rõ ràng là điều kiện. Đây, từ 6 triệu đến 8 triệu. Thì chúng ta có thể thấy là nó chính là gì đấy ạ? Nó phải lớn hơn hoặc bằng 6 triệu. Và gì ạ? Và nhỏ hơn hoặc bằng 8 triệu. Đúng không? Thì đây là điều kiện và, do đó chúng ta sẽ sử dụng hàm count if s, đúng không? Từ 6 triệu đến 8 triệu. Xem bạn nào làm xong chưa? Không nhắn tin vào trong meeting chat cho cô à?
Đấy, hàm cao ifs, các bạn ngồi lập công thức đi xem chúng ta lập đúng không nào. Lập công thức cho cái yêu cầu vừa rồi. Đếm xem có bao nhiêu nhân viên có mức lương từ 6 triệu đến 8 triệu. Rồi, cô thấy bạn là Đàm Minh Ngọc đã gửi rồi đúng không? À, vùng điều kiện D3 thì D15 điều kiện lớn bằng 6 triệu. Rồi, chính xác đúng không? Đúng rồi. Bạn Lan Anh, bạn Thu Uyên. Chính xác đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng hàm COUTIFS nào. Bằng COUTIFS vùng điều kiện 1 sẽ là vùng lương. Điều kiện 1 có thể là chúng ta sử dụng lớn hơn bằng 6 triệu là điều kiện 1. Hoặc là nhỏ hơn bằng 8 triệu là điều kiện 1 cũng được. Đúng không ạ? Tiếp theo, vùng điều kiện 2 cũng vẫn là cái vùng lương này. Và điều kiện 2 là nhỏ hơn hoặc bằng 8 triệu. Đây. Đây là vùng điều kiện 1, điều kiện 1, vùng điều kiện 2 và điều kiện 2. Nó sẽ theo từng cặp tham số như thế này. Như vậy là hàm COUTIFS nó luôn luôn có số lượng các tham số là một số chẵn. Đúng không? Ví dụ như chúng ta cần đếm số ô thỏa mãn N điều kiện chẳng hạn. Thì hàm COUTIFS này nó sẽ có 2 nhân với N tham số. Ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cái hàm tiếp, đó là hàm dò tìm tham chiếu. Dò tìm tham chiếu. Đầu tiên, các bạn sẽ thêm cho cô một cột ở bên phải của cột D. Thì chúng ta lưu ý là trong Excel ấy, khi mà chúng ta thêm cột thì cái cột được thêm nó sẽ ở bên trái cột chúng ta đang chọn. Thế và tương tự như vậy, khi chúng ta thêm dòng thì cái dòng được thêm nó sẽ thêm ở dòng bên trên dòng chúng ta đang chọn. Ở đây cô đang cần thêm một cột ở ngay đằng sau cột D. Do đó cô sẽ phải click chuột phải lên cột gì để có thể thêm nhỉ? Chúng ta sẽ click chuột phải lên cột... Rồi, chúng ta sẽ click chuột phải lên cột E để chúng ta insert một cột mới. Cô insert như thế này tại vì cô muốn là cái cột cô vừa thêm ý, nó có định dạng giống như cột D để cô đỡ phải định dạng lại, đúng không? Thì chúng ta sẽ insert một cột như thế. Thì cái cột mới thêm này nó sẽ có định dạng giống như cột bên trái của nó. Cột này các bạn đặt cho cô tiêu đề cho nó là thưởng đi. Thưởng. Rồi. Bây giờ chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta cần phải làm đó chính là tìm cái tiền thưởng cho các cái nhân viên này. Đúng không ạ? Cho tất cả các nhân viên ở đây. Thì bây giờ nếu trong trường hợp mà chúng ta làm bằng cách thủ công ấy, thì làm sao để chúng ta có thể tìm được thưởng nhỉ các bạn nhỉ? Nếu chúng ta làm bằng cách thủ công. Để làm sao chúng ta có thể tìm được cái tiền thưởng này? Thì nếu mà theo cách thủ công ấy, cô lấy ví dụ, cô đang cần tìm tìm tiền thưởng của cái ông này đi chẳng hạn. Đúng không? Thì chúng ta phải lấy phòng ban của ông đó. Nhá, chúng ta sẽ làm cách thủ công này. Bên dưới này đây là cái quy định mức thưởng đây. Ví dụ như giám đốc thì thưởng 5 triệu, kế hoạch thì thưởng 3 triệu rưỡi, kinh doanh thưởng 2 triệu rưỡi, rồi kế toán thưởng 4 triệu. Đấy. Thì khi đó chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể tìm được cái tiền thưởng? Nếu mà làm bằng cách thủ công thì rõ ràng chúng ta phải xem cái ông Phạm Quang Minh này, ông ấy thuộc vào phòng ban nào, đúng không? Đấy, ông này thuộc phòng giám đốc thì chúng ta sẽ tìm giám đốc ở trong cái cột đầu tiên này, trong cái cột đầu tiên này nhá. Tìm thấy giám đốc rồi thì chúng ta sẽ gióng sang đây để tìm được cái mức thưởng tương ứng, được không ạ? Hay là với cái ông này đi, Nguyễn Thanh Hà này đi, ông ý thuộc phòng nào thì tôi phải xem ông ấy thuộc phòng kinh doanh, đúng không? Thì chúng ta lại tìm lấy cái kinh doanh này, chúng ta dò tìm trong cái bảng ở giữa này, dưới này,
cụ thể là cái cột đầu tiên, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy tìm thấy kinh doanh rồi, và chúng ta gióng sang đây để chúng ta tìm được cái tiền thưởng tương ứng, đúng không ạ? Hay là ông này đi, ông này Mai Đức Thọ này chẳng hạn, Trần Đức Thọ này chẳng hạn, được không? Thì ông này là thuộc, chúng ta sẽ thấy là phòng ban của ông là kế hoạch, do đó chúng ta sẽ lấy kế hoạch, chúng ta dò trong cái bảng này. Đấy, tìm thấy kế hoạch rồi thì chúng ta sẽ gióng sang cột tương ứng này để chúng ta tìm được cái số tiền thưởng tương ứng của ông đó, đúng không ạ? Đấy, tức là chúng ta muốn tìm được tiền thưởng của một người thì chúng ta sẽ lấy cái phòng ban của người đó để chúng ta dò trong cái cột đầu tiên này, đúng không ạ? Khi tìm thấy cái, dò tìm thấy cái giá trị đấy rồi thì chúng ta sẽ gióng sang cột tương ứng này để chúng ta lấy được cái tiền thưởng, đúng không ạ? Thì trong Excel nó có một cái hàm tương tự, nó thực hiện giống như cái chức năng, cái thao tác mà chúng ta vừa mới làm ấy, nó làm giống như thế. Thì đấy chính là hàm VLOOKUP. Hàm VLOOKUP. Nào, cô nói một chút về hàm VLOOKUP nhé. Để cô kéo cái này sang bên phải để chúng ta nhìn cho nó dễ, bị nhìn các tham số cho nó dễ nhé. Rồi, hàm VLOOKUP này. Đó. Các bạn sẽ nhìn hàm này có 4 tham số. 4 tham số. Tham số thứ nhất là đa giá trị đen dò tìm. Với cái yêu cầu vừa rồi ấy, thì rõ ràng cái giá trị nào là giá trị chúng ta sẽ mang đi để chúng ta dò tìm. Theo các bạn thì cái gì chúng ta sẽ lấy đi để dò tìm? Phòng ban ạ. Chúng ta sẽ lấy phòng ban của người đó để đi dò, đúng không ạ? Đấy. Như vậy đây chính là tham số đầu tiên là giá trị đem dò. Chúng ta muốn tìm tiền thưởng của người nào thì chúng ta sẽ phải lấy phòng ban của cái người đó để đem đi dò tìm, đúng không? Trong trường hợp này đó chính là C3. Tiếp theo, tham số thứ hai đó là bảng dò tìm. Bảng dò tìm đó chính là cái vùng ô này đây. Đây chính là cái vùng ô để chúng ta đi, chúng ta dò tìm. Có đúng không ạ? Chúng ta có thể lấy cả cái dòng tiêu đề hoặc không. Ví dụ cô đang vẽ ở đây là cô không lấy vòng dòng tiêu đề. Còn chúng ta có thể lấy dòng tiêu đề cũng được. Đấy. Thì đây chính là cái bảng dò tìm. Đúng không ạ? Cái vùng dữ liệu để chúng ta dò tìm cái tiền thưởng. Được chưa ạ? Vậy bây giờ câu hỏi này, tất cả các nhân viên chúng ta đều dựa vào cái bảng dò tìm này, tức là cái vùng ô này để chúng ta dò tìm tiền thưởng, hay là với mỗi một nhân viên thì chúng ta lại dò tìm trên một cái vùng, một cái bảng khác nhau? Câu hỏi lại câu hỏi này. Bây giờ cô đang cần tìm tiền thưởng cho cái ông Phạm Quang Minh thì cô sẽ lấy phòng ban của ông đó chính là C3 để cô dò trong cái bảng này, đúng không? Thế vậy bây giờ nếu cô cần tìm tiền thưởng cho cái bà Trần Hà Linh này chẳng hạn thì rõ ràng chúng ta cũng phải lấy phòng ban của bà đó, đúng không? Để đem đi dò. Vậy cái bảng mà chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta dò tìm tiền thưởng của bà Trần Hà Linh này có phải là bảng này không hay là một bảng khác? Vẫn là bảng này, đúng không? Đó. Thế nên là đây các bạn. Đúng rồi, vẫn là bảng đấy. Thế vậy bây giờ này, nếu trong trường hợp mà cô sử dụng cái này là địa chỉ tương đối nhé. Nếu cô sử dụng cái bảng dò tìm này là địa chỉ tương đối thì khi cô sao chép xuống đây nó có bị thay đổi không? Có bị thay đổi không? Có. Có, đúng không? Nó sẽ trở thành B20 cho đến C23 này. Ví dụ như khi xuống ô tiếp theo nó sẽ là B20 cho đến C23. Tiếp theo nữa là B21. Cho đến C24. Rồi B22. Tức là nó sẽ bị thay đổi đi mà. Cho đến C25, vân vân. Đúng không? Thì đây không phải là cái bảng dò tìm. Do đó với cái bảng dò tìm này, chúng ta làm sao để có thể cố định lại nó, để khi cô sao chép công thức xuống các ô bên dưới này nó không bị thay đổi địa chỉ nhỉ? Chúng ta sẽ làm thế nào để có thể cố định lại nó? Dùng ký hiệu đô la. Đúng rồi, chúng ta sẽ lấy địa chỉ tuyệt đối cho nó, đúng không? Bằng cách chúng ta nhấn phím F4 này, lấy địa chỉ tuyệt đối. Nhấn phím F4 để lấy địa chỉ tuyệt đối cho cái vùng ô này. Sao thế nhỉ? Cô mình đang nhá. Sao cái phím F4 của cô? Đấy, được chưa ạ? Cô giải thích tại sao lại chúng ta cần phải cố định nó lại. Tại vì như vừa rồi các bạn thấy ấy, là tất cả các nhân viên chúng ta đều dò tìm cái tiền thưởng trong cái vùng ô này thôi. Do đó chúng ta cần phải cố định nó lại. Tại vì cô sẽ sao chép công thức xuống dưới mà,
đúng không? Thì nếu mà C3 này chúng ta lấy địa chỉ tương đối thì đúng rồi, xuống dưới nó sẽ trở thành C4, chính là phòng ban này, đúng không? Rồi thành C5 là đây, vân vân, thì là đúng rồi. Nhưng mà riêng cái bảng dò tìm chúng ta nhớ là phải cố định nó lại bằng cách lấy địa chỉ tuyệt đối cho nó. Tham số thứ ba đó là chỉ số cột lấy dữ liệu trả về. Thì các bạn lưu ý cái bảng dò tìm này của cô nó đang có hai cột, đúng không? Cái bảng dò tìm này của cô đang có hai cột. Vậy cái dữ liệu mà chúng ta cần lấy về của cái hàm VLOOKUP này sẽ là cái gì? Nó nằm ở cột thứ mấy? Thì đấy chính là chỉ số cột lấy dữ liệu trả về. Thì rõ ràng cô đang cần lấy tiền thưởng, đúng không? Trả về cái mức tiền thưởng. Do đó chỉ số cột lấy dữ liệu trả về chúng ta sẽ sử dụng cho cô đó là 2, đúng không? Cột thứ hai nó không liên quan gì đến cột A, B, C, D, E nhé, mà nó chỉ quan tâm xem là gì? À, trong cái bảng dò này của chúng ta có mấy cột và cái chúng ta lấy dữ liệu về nó là nằm ở cột thứ mấy, được không? Như vậy cái dữ liệu chúng ta cần lấy về nó đang nằm ở cột thứ hai, thì đấy chính là cái chỉ số cột lấy dữ liệu trả về. Tham số cuối cùng đó là tham số kiểu dò tìm. Đây chúng ta nhìn thấy kiểu dò tìm thì nó có hai giá trị, có hai kiểu dò tìm. Chu đây có hai kiểu dò tìm. Chu có nghĩa là dò tìm tương đối, chúng ta có thể sử dụng một để thay thế. Thế còn false là dò tìm tuyệt đối chính xác, thì chúng ta có thể sử dụng không để thay thế cho false, còn một để thay thế cho true. Ở ví dụ này chúng ta sẽ dò tìm theo kiểu tuyệt đối, đúng không? Tức là kinh doanh thì được bằng đúng kinh doanh, kế hoạch thì bằng đúng kế hoạch, hay là kế giám đốc là bằng giám đốc, là so sánh bằng luôn, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng kiểu dò tìm là false. Lát nữa cô sẽ lấy cho chúng ta một cái ví dụ để chúng ta dò tìm theo kiểu tương đối nhá. Đây chúng ta cùng nhìn lại hàm VLOOKUP này. Đây là giá trị đem dò tìm. Đây là bảng dò tìm, chúng ta sẽ cố định nó lại bằng cách lấy địa chỉ tuyệt đối. Tham số thứ ba đó là chỉ số cột lấy dữ liệu trả về, và tham số thứ tư đó là kiểu dò tìm. Sẽ có hai kiểu dò tìm. True là dò tìm tương đối, còn false là dò tìm tuyệt đối. Trong trường hợp này, chúng ta đang dò tìm theo kiểu tuyệt đối. Các bạn tạm chấp nhận như thế đi. Lát nữa cô sẽ lấy một cái ví dụ khi nào chúng ta sẽ dò tìm theo kiểu tương đối. Dò tìm theo kiểu tuyệt đối chúng ta hiểu đơn giản đó là dò tìm theo kiểu bằng luôn, đúng không? So sánh bằng vậy. Đây ví dụ như tôi tìm giám đốc này thì nó phải bằng đúng cái giám đốc ở đây, đúng không? So sánh bằng luôn nhá. Các hiểu hàm VLOOKUP này chưa? Các bạn hiểu hàm VLOOKUP chưa? Rồi ạ, hơi khó nhớ. Hơi khó đúng không? Chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ nhớ nhá. Tham số đầu tiên này là giá trị đem dò tìm này. Tham số này là bảng dò tìm. Đây là chỉ số cột lấy dữ liệu trả về. Còn đây là kiểu dò tìm. Đấy, nó có 4 tham số như thế. Rồi, thế thì trong cái ví dụ này của cô ấy, thì các bạn quan sát thấy là cái bảng dò tìm này của cô đang để theo cột, đúng không ạ? Cô đang để nó theo cột. Cột thứ nhất là phòng ban và cột thứ hai là thưởng. Thì khi đó chúng ta sử dụng, vừa rồi chúng ta sử dụng cái hàm đó là hàm VLOOKUP, đúng không? Thế còn nếu mà cái bảng dò tìm này của cô nó được để theo dòng, ví dụ dòng thứ nhất là phòng ban, dòng thứ hai là thưởng, thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm tương đương, đó là hàm HLOOKUP, đúng không ạ? Thì các bạn đã biết cái chữ V là viết tắt cho gì rồi và H là viết tắt cho gì rồi, đúng không ạ? Rồi bây giờ cô sẽ lấy ví dụ để chúng ta sử dụng cái hàm HLOOKUP này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ sao chép cho cô. Đợi cô một lát nhé, cô insert một cái cột ra đây đã. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cho cô một cái bảng. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cho cô một bảng này. Nhưng mà cái bảng đấy nó sẽ được để, cái bảng dò tìm ấy, nó sẽ sắp xếp theo dòng. Thì cách làm như sau, để cho nhanh ấy, các bạn sẽ làm như sau nhé. Các bạn sẽ chọn cho cô cái vùng ô này, sau đó chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl C để chúng ta sao chép, được không ạ? Ctrl C để chúng ta sao chép. Xong chưa nào? Cô đang muốn tạo ra một bảng được để sắp xếp theo dòng để cô có thể sử dụng hàm HLOOKUP. Các bạn copy chưa? Chọn vùng ô này, sau đó Ctrl C. Được chưa nào? Sao copy mà lâu thế nhở? Bây giờ nhá, cô hướng dẫn chúng ta cách để chuyển một cái bảng dạng, một cái vùng ô từ dạng cột sang dạng dòng
như sau. Chúng ta đã chọn này, sau đó chúng ta copy. Và các bạn sẽ đặt click chuột phải tại cái ô đầu tiên mà chúng ta muốn dán cái bảng này tới. Nhá, dán cái vùng ô này tới. Ví dụ như cô click chuột phải tại cái ô F18 đi. Click chuột phải tại ô F18. Được không ạ? Chúng ta sẽ thấy trong cái nhóm Paste Option ở đây này. Đấy, đây là các cái tùy chọn dán. Thì các bạn sẽ chọn cho cô cái tùy chọn dán là Transpose. Đây là Transpose. Đúng không ạ? Để nó sẽ chuyển vị từ dạng hàng sang dạng cột và ngược lại. Các bạn đã làm được Transpose này chưa ạ? Ok, đấy. Như vậy bây giờ thì các bạn đã thấy là cô đã có một cái bảng dò tìm đang được để theo dòng. Dòng thứ nhất là phòng ban và dòng thứ hai là thưởng. Được không ạ? Đấy. Thì nếu mà cái bảng dò tìm của chúng ta nó được để theo dòng như thế này, thì khi đó các bạn sẽ sử dụng hàm hlookup, chứ không thể dùng được hàm vlookup. Đúng không? Thế còn nếu mà cái bảng dò tìm của mình nó để theo cột như thế này, thì các bạn sẽ sử dụng cho cô hàm vlookup nhé. Ok, bây giờ cô sẽ sử dụng hàm hlookup này. Cô sẽ viết ngay sang bên phải này nhé. Đúng không ạ? Bằng hlookup. Thì cái hàm hlookup này cũng tương tự như hàm vlookup. Các bạn thấy nó tương tự. Chắc là cô phải xóa cái vùng ô này đi thì chúng ta nhìn cho dễ. Để như này các bạn có nhìn thấy các tham số không? Hay là cô phải xóa những cái bên dưới này đi, những cái text này đi? Thôi cô xóa đi ạ. Ừ, cô xóa đi cho dễ nhìn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm hlookup này. Hàm này tương tự như hàm vlookup các bạn ạ. Nó các có các tham số hoàn toàn tương tự. Đúng không? Đầu tiên cũng vẫn là giá trị đem dò tìm này. Tiếp theo là bảng dò tìm. Tham số thứ 3 có gì khác không? Nào, chúng ta nhìn giúp cho cô tham số thứ 3. Với hàm vlookup thì cái tham số thứ 3 này là chỉ số cột lấy dữ liệu trả về. Thế còn với hàm hlookup thì nó là chỉ số gì? Chỉ số dòng lấy dữ liệu trả về. Thế còn tham số thứ 4 này vẫn là kiểu dò tìm. Thì nó sẽ có hai kiểu dò tìm. Dò tìm theo kiểu tương đối và dò tìm theo kiểu tuyệt đối, tương tự như vlookup. Đầu tiên giá trị đem dò sẽ là cái gì hả các bạn? Giá trị đem dò vẫn là cô giám đốc hoặc là đấy à? Đúng rồi. À, cô sẽ đặt xuống ô cuối cùng cho nó tương đứng nhé. Cái ô này cô đang đặt phía bên trên. Cô đặt xuống dòng cuối thì dòng dưới này đi cho nó ngang với nhau. Rồi giá trị đem dò sẽ là vẫn là giám đốc C3. Bảng dò tìm bây giờ chúng ta sẽ kéo vào cho cô cái vùng ô này. Chúng ta có thể lấy cả cái tiêu đề này cũng được nhé. Ở đây cô không lấy tiêu đề đúng không? Rồi, chúng ta có cần cố định lại cái bảng dò tìm này hay không? Có cần cố định không? Có đấy ạ. Cô sẽ phải sao chép công thức xuống các dòng bên dưới cho những cái nhân viên còn lại đúng không? Vậy cô có cần phải cố định lại, có cần phải cố định cái bảng dò tìm này hay không? Có. Phải cố định chứ, đúng không? Cô sẽ sao chép công thức này xuống các dòng bên dưới mà. Nếu mà chúng ta lấy địa chỉ tương đối này thì nó sẽ bị thay đổi. Đúng không ạ? Mà rõ ràng tất cả các nhân viên chúng ta đều dò tìm lương, dò tìm thưởng ở trên cái vùng ô này thôi. Do đó chúng ta phải cố định nó lại nhá. Tiếp theo, chỉ số dòng lấy dữ liệu trả về là tham số thứ 3. Thì các bạn lưu ý cái bảng dò tìm này của cô đang có mấy dòng? Cái bảng dò tìm của cô có mấy dòng? Hai dòng. Và cái chúng ta đang cần lấy dữ liệu trả về nó nằm vào dòng thứ mấy? Nó đang nằm ở dòng thứ mấy? Hai ạ. Dòng thứ hai. Do đó, chỉ số dòng lấy dữ liệu trả về sẽ là dòng thứ hai. Và kiểu dò tìm giống như vừa rồi, chúng ta sẽ dò tìm theo kiểu tuyệt đối. Thì các bạn có thể sử dụng false hoặc các bạn sử dụng không cũng được nhé. Không thay cho false, còn một thay cho true. Được không ạ? Đó, và chúng ta có thể sao chép công thức xuống các dòng bên dưới. Thì đương nhiên là hai cái cột này nó sẽ có giá trị giống nhau. Tại vì thực chất thì chúng ta đều dò trên một cái bảng dữ liệu chung thôi. Đúng không ạ? Đây là giá trị đem dò tìm này. Đây là bảng dò tìm. Hoặc là vùng ô để chúng ta đem dò đi dò đấy. Còn đây là chỉ số dòng lấy dữ liệu trả về. Còn đây là gì? Kiểu dò tìm là tuyệt đối, chính là false đấy. Cái này chính là false.
Các bạn đã xong chưa ạ? Rồi ạ. Ừ, ok. Đó, thì đấy là hàm V đúc áp và hàm H đúc áp nhá. Ở bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút, sau đó cô sẽ lấy ví dụ khi nào chúng ta sẽ dò tìm theo kiểu tương đối. Cả hai ví dụ này mình đều dò tìm theo kiểu tuyệt đối hết, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao cho cô đến 9 giờ 20 phút nhá.
Alo, các bạn vào lớp chưa nào? Quay lại lớp nào? Chúng ta quay lại lớp chưa ạ? Các bạn ơi. Rồi, bây giờ cô sẽ gửi cho các bạn một cái file dữ liệu nhé, để chúng ta làm một cái ví dụ về hàm các cái hàm dò tìm tham chiếu, nhưng mà cái kiểu dò tìm nó là kiểu tương đối. Ví dụ hàm 2. Cô sẽ gửi vào trong meeting chat cho chúng ta nhé. Rồi các bạn tải cái file VLOOKUP này về cho cô nhé. Các bạn tải file dữ liệu cho em. Rồi ạ. Bây giờ chúng ta mở cái file đấy ra nhé. Cô sẽ lấy cái ví dụ này để chúng ta lập công thức với cái tham số của hàm VLOOKUP là dò tìm theo kiểu tương đối. Các bạn quan sát cái file dữ liệu cô vừa mới gửi này, thì ở đây chúng ta thấy cô có một cái danh sách và có điểm trung bình của các học sinh. Đây là học sinh và điểm trung bình của các học sinh đó. Bên dưới này chúng ta có một cái bảng, nó gọi là bảng xếp loại ấy. Bảng xếp loại nhá, bảng xếp loại. Thì ở đây các bạn nhìn bảng xếp loại này thì chúng ta hiểu như thế nào? Như thế nào thì xếp loại yếu nào? Dưới 5 thì xếp loại yếu đúng không? Đấy, nhìn vào bảng dò tìm này chúng ta hiểu là dưới 5 thì sẽ xếp loại yếu. Từ 5 cho đến dưới 7 thì sẽ là gì? Trung bình. Từ 7 cho đến dưới 9 thì sẽ là khá. Và từ 9 trở lên thì sẽ là giỏi, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ hiểu nó là như vậy, được không nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ dò tìm để chúng ta xếp loại cho các học sinh này dựa trên điểm trung bình của họ. Chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP, tại vì ở trong cái vùng ô mà cô đang để đây này, cái xếp loại này nó đang được bố trí theo cột, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP. Giá trị đem dò sẽ là cái gì hả các bạn? Giá trị đem dò tìm sẽ là gì nào? Theo các bạn thì giá trị đem dò tìm sẽ là gì? B3. Vâng, đúng rồi, B3 đúng không? Tiếp theo, bảng dò tìm nào. Bảng dò tìm các bạn ơi. Cố định cả cái bảng xếp loại. Đúng rồi. Đây, các bạn sẽ chọn cho cô cái vùng này. Và chỉ số cột lấy dữ liệu trả về là cột 2. Và kiểu dò tìm, nếu cô sử dụng kiểu dò tìm tương đối này thì như thế nào?
Ôi, cô đang thân thích ở cô. Ôi, cô xin lỗi, cô xin lỗi, cô xin lỗi. À, rồi, như vậy này, ở đây cô hỏi các bạn này. Nếu trong trường hợp mà cô dò tìm theo kiểu tuyệt đối giống như vừa rồi ấy, thì các bạn thử xem kết quả như thế nào nhé. Nào, chúng ta xem kết quả này. À, nó thành lỗi hết, đúng không? Xuất hiện lỗi NA, vì sao? Vì các bạn thấy rằng là nếu mà dò tìm theo kiểu tuyệt đối chính xác ấy, thì nó sẽ lấy cái thằng 5,9 này, nó dò trong cái cột đầu tiên đây. Thì các bạn thấy là nó có tìm thấy cái giá trị nào là 5 bằng 5,9 hay không? Có tìm thấy cái giá trị nào mà bằng 5,9 hay không ạ? Không ạ. Không, không đúng ạ. Không? Thế nên là chúng ta thấy là nó trả lại NA. Tương tự như vậy, 8,6 nó cũng không tìm thấy trong cái cột đầu tiên này. 9,2 vân vân không thấy. Nên là tất cả các bạn thấy đều xuất hiện lỗi. Cái lỗi ở đây là lỗi NA, đúng không ạ? Thế thì trong trường hợp này, chúng ta phải dò tìm theo kiểu tương đối. Các bạn sẽ sử dụng cho cô tham số là true hoặc các bạn có thể sử dụng là 1 nhá. Đây. Ở đây kiểu dò tìm chúng ta sẽ dò tìm theo kiểu tương đối là true hoặc chúng ta có thể sử dụng số 1 để thay thế 1 tương ứng với true và 0 tương ứng với false. Và cô giải thích cái cách nó tìm kiếm như sau, nó dò tìm như sau. Đây. Đầu tiên nó sẽ lấy giá trị, nó đem dò này, nó dò trong cái cột đầu tiên của bảng dò tìm. Cột đầu tiên của bảng dò tìm. Thì ở đây nó dò tìm theo kiểu tương đối có nghĩa là gì? Ví dụ nó đang lấy giá trị 5,9 nó đem đi dò. Thì nó sẽ tìm xem trong cái cột đầu tiên này cái giá trị nào nhỏ hơn hoặc bằng 5,9 và gần với 5,9 nhất. Thì đó là giá trị bằng mấy nào? Tìm giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 5,9 và gần với 5,9 nhất. Thế thì đó là giá trị mấy? Nó sẽ trả lại mấy nào? Trả lại giá trị bằng mấy? Nó tìm trong này thì nó sẽ trả lại giá trị mấy nào? Số nào mà nhỏ hơn hoặc bằng 5,9 và gần với 5,9 nhất? 5. Đúng rồi, 5. Đúng không? Thì nó sẽ gióng sang đây để nó tìm được cái xếp loại. Tương tự như vậy, 8,6. Thì nó sẽ tìm trong cái cột đầu tiên của cái bảng dò tìm này giá trị nào nhỏ hơn hoặc bằng 8,6 và gần với 8,6 nhất. Đó là mấy? 7. 7, đúng không? Thì nó sẽ gióng sang đây để nó tìm được cái xếp loại. Tương tự như vậy, 9,2 này, nó sẽ tìm trong cái cột đầu tiên của bảng dò tìm xem cái giá trị nào nhỏ hơn hoặc bằng 9,2 và gần với 9,2 nhất. Thì nó là mấy? 9. 9, đúng không? 9. Và nó sẽ trả lại xếp loại ở đây. Đúng không? Đấy. Hay là cái ông này là 3,5 đi. Thì nó sẽ tìm cái giá trị nào nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 và gần với 3,5 nhất. Đó là mấy? Không ạ. Không. Đúng không? Và xếp loại đây. Đó. Thì đây là cách để nó dò tìm theo kiểu tương đối. Đúng không ạ? Nó sẽ tìm cái giá trị nào nhỏ hơn hoặc bằng nó và gần với nó nhất. Thế còn dò tìm theo kiểu tuyệt đối là so sánh bằng. Nhá. Đấy. Thì chúng ta lưu ý chỗ này giúp cô. Được không nào? Chúng ta hiểu về VLOOKUP này chưa? Khi nào thì dò tìm theo kiểu tương đối và khi nào thì dò tìm theo kiểu tuyệt đối nhá. Thế còn bên dưới này, về nhà các bạn làm tiếp cho cô thôi. Cái này cũng vẫn là bảng xếp loại kia nhưng mà cô đang để nó theo dòng. Thì để chúng ta lập công thức cho cái cột xếp loại thứ hai này này. Tương tự nhá, này thì tương tự thôi. Vẫn là HLOOKUP này, đúng không? Giá trị đem dò vẫn là điểm trung bình này. Và bảng dò tìm chúng ta kéo cho cô vào cái vùng ô này. Lấy địa chỉ tuyệt đối. Chỉ số dòng lấy dữ liệu trả về là dòng thứ hai và kiểu dò tìm vẫn phải là true, tương đối thôi. Đúng không? Đó, kết quả đương nhiên là như nhau. Đúng chưa ạ? Ok. Quay trở về với ví dụ của kia điện với cái file dữ liệu này nhá. À, như vậy là các bạn đã biết cách sử dụng hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP để chúng ta có thể tìm kiếm, dò tìm tham chiếu trong một cái bảng dò. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ click chuột phải lên cột F cho cô. Sau đó chúng ta chọn Insert để cô thêm một cột mới. Cột này cô để là thu nhập. Được không? Thu nhập. Thu nhập được tính rất đơn giản. Bằng lương cộng thưởng. Các bạn hoàn thành cho cô cái cột thu nhập.
Được chưa ạ? Các bạn hoàn thành cho cô cột thu nhập chưa nào? Bằng lương cộng thưởng thôi. Lương cộng thưởng. Rồi, tiếp theo lại insert cho cô một cột mới nhé. Cột này sẽ là cột trạng thái. Cô lấy ví dụ vui vui thôi nhé các bạn nhé. Tức là ở đây cô đang muốn giới thiệu với các bạn một cái hàm tiếp theo. Đó là hàm if. Hàm if. Thì cô đang lấy một cái ví dụ là cột trạng thái này. Chúng ta cần lập công thức cho cột trạng thái biết rằng nếu thu nhập trên 10 triệu thì trạng thái sẽ là vui, còn ngược lại thì trạng thái buồn, đúng không ạ? Đấy, như vậy cột trạng thái này nó sẽ có giá trị là vui hoặc buồn. Như thế nào thì vui? Nếu thu nhập trên 10 triệu thì trạng thái sẽ là vui, còn ngược lại thì sẽ là buồn, được không? Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng cho cô hàm if bằng if. Hàm if này có 3 tham số. Cô giới thiệu một chút về hàm if nhé. Gồm có 3 tham số. Tham số thứ nhất là biểu thức logic, hay chúng ta còn gọi nó là biểu thức điều kiện. Tham số thứ hai là value if true, tức là giá trị trả lại cho hàm if khi biểu thức điều kiện này đúng. Và tham số thứ ba là value if false, là giá trị trả lại cho hàm if này khi cái biểu thức điều kiện này sai. Đúng không ạ? Thì cái phương pháp hay là cái cách thức để nó hoạt động của hàm if đó là gì? Đầu tiên nó sẽ tính giá trị của biểu thức logic. Thì cái biểu thức logic này nó chỉ có thể nhận một trong hai giá trị, hoặc là true tức là đúng, hoặc là false nghĩa là sai. Đấy, nó chỉ có thể nhận một trong hai giá trị này thôi. Biểu thức logic chỉ có thể nhận một trong hai giá trị, hoặc là true hoặc là false. Vậy nếu biểu thức logic này có giá trị là true thì kết quả trả lại cho hàm if chính là tham số thứ hai, tức là value if true. Còn nếu biểu thức logic này có giá trị là false thì kết quả trả lại của hàm if chính là value if false, tức là tham số thứ ba, được không ạ? Đấy. Hàm này có 3 tham số. Biểu thức logic, giá trị khi biểu thức điều kiện đúng hay là biểu thức logic đúng, và giá trị trả lại của hàm if khi biểu thức logic có giá trị sai. À, đúng không ạ? Nếu biểu thức logic nó có giá trị là true thì kết quả trả lại của hàm if đó chính là value if true. Còn nếu biểu thức logic có giá trị là false thì kết quả trả lại của hàm if đó là tham số thứ 3, tức là value if false. Quay trở về với ví dụ này. Nếu thu nhập trên 10 triệu thì trạng thái là vui, còn ngược lại thì trạng thái là buồn. Vậy biểu thức điều kiện của cô sẽ là gì? Biểu thức điều kiện của cô sẽ là gì ạ? Chúng ta sẽ dựa trên cái gì để xác định được trạng thái? Chúng ta sẽ dựa trên cái gì nhỉ? Gì à em? Đúng rồi. Như vậy nếu, đây các bạn dịch cái hàm này giống như nếu biểu thức, nếu mà thu nhập là F3 lớn hơn 10 triệu. Đấy, đây chính là biểu thức điều kiện, đúng không? Nếu thu nhập lớn hơn 10 triệu. Vậy nếu biểu thức này đúng thì trạng thái sẽ là gì? Trạng thái sẽ là gì? Vui. Thì chúng tôi sẽ đặt nó trong cặp dấu nháy kép. Lưu ý là trong một công thức thì text luôn luôn phải đặt trong cặp dấu nháy kép. Thế còn ngược lại thì trạng thái sẽ là buồn, đúng không ạ? Đó. Ở đây các bạn lưu ý gõ cho cô là đúng đó. Số lượng số 0 cho đủ nhá. Nếu không lại lớn hơn 1 triệu thì ai cũng vui hết đấy, đúng không ạ? Đấy. Đây là biểu thức điều kiện này, biểu thức logic này. Đây là value if true, còn đây là value if false, đúng không ạ? Nếu biểu thức điều kiện này là đúng thì kết quả trả lại của hàm if là vui, còn nếu biểu thức điều kiện này có giá trị là false thì kết quả trả lại của hàm if chính là buồn. Các bạn xong công thức này chưa? Được ạ. Vậy bây giờ câu hỏi này, nếu mà cô không sử dụng cái phép toán so sánh lớn hơn này
mà cô sử dụng phép toán so sánh nhỏ hơn hoặc bằng nhá. Nếu if F3 nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu thì cái công thức này chúng ta sẽ sửa như thế nào để chúng ta nhận được một cái kết quả đúng nhỉ? Ở đây cô không sử dụng phép toán so sánh lớn hơn nữa nhá, mà cô sẽ sử dụng phép toán so sánh nhỏ hơn hoặc bằng. Thì chúng ta sẽ sửa công thức này như thế nào nhỉ? Thì buồn phải lên trước. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta sẽ đổi vị trí của hai cái tham số này cho nhau, đúng không? Thì chúng ta sẽ thu được kết quả đúng. À, Phương Anh nốt giúp cô mấy bạn mà hay tương tác ấy Phương Anh ạ. À? Nốt giúp cô dấu cộng vào nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn em. Chúng ta xong chưa nào? À, bây giờ cô sẽ thêm một cái cột nữa nhé. Để chúng ta xét thêm một cái ví dụ về hàm if này. Các bạn insert cho cô thêm một cột nữa này. À, cột này thì các bạn sẽ thêm cho cô là cột thuế thu nhập đi. Thuế thu nhập. Thuế thu nhập. Nào, hãy lập công thức cho cột thuế thu nhập biết rằng nếu thu nhập trên 10 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 10% của thu nhập. Còn ngược lại thì thuế thu nhập được tính bằng 5% của thu nhập. À, cô lấy ví dụ như với cái ông này đi. Ông này là 18 triệu thì lớn hơn 10 triệu. Do đó thuế thu nhập của ông ấy phải là bao nhiêu nhỉ? 1,8 triệu, 10% của thu nhập mà sẽ là 1,8 triệu, đúng không? Ông này là thu nhập dưới 10 triệu thì thuế thu nhập của ông ý sẽ là 5% nhân với cái con số 9,5 triệu này chẳng hạn, được không ạ? Đấy, thì các bạn làm cho cô hàm if nào, chúng ta hoàn thiện cho cô cái công thức của cái cột thuế thu nhập. Bạn nào làm xong rồi thì nhắn tin trong meeting chat cho cô nhé. Cô nói lại cái điều kiện đúng không ạ? À, nếu thu nhập trên 10 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 10% của thu nhập. Còn ngược lại thì thuế thu nhập được tính bằng 5% của thu nhập. Chúng ta làm xong chưa? Rồi, chính xác, đúng không? Đây, bạn Đà Minh Ngọc cho kết quả đây. Bạn Thu Uyên. Đúng rồi, cả hai bạn đều đúng, đúng không ạ? Đấy, Thu Uyên và Minh Ngọc này. À, bây giờ công thức sẽ là bằng if nếu thu nhập trên 10 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 10% của thu nhập, tức là chúng ta sẽ lấy thu nhập nhân với 10%, đúng không ạ? Còn ngược lại thì thuế thu nhập được tính bằng 5% của thu nhập. Đây, nếu thu nhập trên 10 triệu thì mà đúng ấy, thì thuế thu nhập được tính bằng 10% của thu nhập. Còn ngược lại thì thuế thu nhập được tính bằng 5% của thu nhập. Chưa? Thì những cái hàm if mà chúng ta vừa mới làm ấy thì nó sẽ cô vừa lấy hai ví dụ thì đó chỉ có một cấp thôi. Nhưng mà thực tế thì hàm if nó có thể lồng nhau rất là nhiều cấp. Được không ạ? Có thể lồng nhau nhiều cấp. Cô sẽ lấy một ví dụ về hàm if lồng nhau nhiều cấp nhé. Bây giờ thì chúng ta chia ra một chút này.
cô insert thêm một cái cột thuế thu nhập khác nhé. Cột này là cột thuế thu nhập khác đi, để chúng ta sử dụng hàm if. Đây là một cái yêu cầu khác nhé. Thuế, đây là thuế thu nhập, thì không thì vẫn là cái cột thuế thu nhập này, nhưng bây giờ chúng ta sửa công thức đi cho cô này. Cô yêu cầu một cái thuế thu nhập khác này. Cô yêu cầu chúng ta tính thuế thu nhập bây giờ nó phức tạp hơn một chút. Tức là nếu thu nhập lớn hơn 10 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 10% của thu nhập nhá, 10% của thu nhập. Thế nếu thu nhập nhỏ hơn 10 triệu, nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu nhưng mà lại lớn hơn 8 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 5% của thu nhập. Đấy. Còn ngược lại, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 8 triệu ấy thì sẽ là thuế thu nhập được tính bằng 0, tức là không phải chịu thuế thu nhập. Đúng không ạ? Như vậy bây giờ các bạn thấy là nó phức tạp hơn rồi. Nếu mà lớn hơn 10 triệu thì thuế là 10% của thu nhập. Nếu nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu nhưng mà lớn hơn 8 triệu, đúng không? Thì thuế thu nhập được tính bằng 5% của thu nhập. Đấy, chỗ này chúng ta phải hiểu nhé. Chỗ này là lớn hơn 8 triệu nhưng mà vẫn phải nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu ấy, thì thuế thu nhập được tính bằng 5% của thu nhập. Được chưa? Thế thì cô viết lại cho chúng ta hiểu rõ hơn này. Thu nhập mà lớn hơn 10 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 10% của thu nhập. Nhá. Thế còn nếu mà thuế thu nhập này nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu nhưng mà vẫn lớn hơn 8 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 5% của thu nhập. Thế còn ngược lại, nếu mà thu nhập mà nhỏ hơn hoặc bằng 8 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 0. Được chưa? Không thì cái này có để 7 triệu đi cho nó nhiều nhiều một chút. Chúng ta hiểu yêu cầu chưa nào? 8 triệu cũng được, 7 triệu cũng được. 8 triệu, à được, 8 triệu cũng nhiều đấy. 7 triệu thì chỉ có 1 thôi. À thế thì 7 triệu thì chỉ có 1 thôi đúng không? Thế thì cô sửa đề một chút nhá. Cô sửa là 9 triệu đi nhá. Lớn hơn 10 triệu thì thuế thu nhập bằng 10% của thu nhập. Thế còn nếu mà thu nhập mà nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu và lớn hơn 9 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 5% của thu nhập. Còn nếu mà nhỏ hơn hoặc bằng 9 triệu thì thu nhập bị đẳng bằng 0, có nghĩa là không phải nộp thuế thu nhập. Được chưa nào? Thì với cái yêu cầu này chúng ta sẽ phải sử dụng hàm if lồng nhau. Theo các bạn nó sẽ lồng nhau mấy cấp? Nó sẽ lồng nhau mấy cấp ở đây? 3 cấp. Mấy cấp ạ? 3 cấp ạ. 3 cấp ạ. Thế vậy ví dụ với yêu cầu vừa rồi của cô nhé. Là nếu thu nhập trên 10 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 10% của thu nhập. Thế còn nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu thì là 5% của thu nhập. Thế đây chúng ta chỉ có một cấp thôi đúng không? Thế bây giờ thêm một cái yêu cầu này, thêm một cái khoảng này thì nó chỉ có mấy cấp thôi nhỉ? 2 cấp ạ. Chỉ có 2 cấp thôi đúng không? Nào, chúng ta sẽ viết như sau. Bằng if, nếu. Nếu thu nhập trên 10 triệu. Nếu mà đúng nhá, thì thuế thu nhập sẽ được tính bằng 10% của thu nhập. Đúng không? Thế nếu mà sai thì sao? Đây, nếu mà đúng thì đây rồi. Thế vậy nếu mà sai thì sao? Có nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu thì sao nhỉ? Cả cái nhánh đằng sau này là tương ứng với trường hợp là thuế thu nhập, à là thu nhập nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu. Thì sao? Thì sao các bạn? Thì nhân 15%. Chưa đúng. Có phải là 5% đâu. Nó còn trường hợp nữa cơ mà. Đúng không? Nếu mà trên 10 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 10%. Thế nếu mà nó từ dưới 10 triệu, từ 10 triệu trở xuống nhưng mà nó vẫn lớn hơn 9 triệu thì thuế thu nhập được tính bằng 5%.
còn nhỏ hơn hoặc bằng 9 triệu thì mới tính thuế thu nhập bằng 0. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ phải thêm một cái hàm if ở đây nhé. Này, tiếp tục nếu. Như vậy là nếu mà lớn hơn 10 triệu thì nó đã tính bằng 10% của thu nhập rồi. Đúng không? Thì cả cái nhánh đằng sau này sẽ tương ứng với trường hợp là thu nhập đang nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu. Thì khi đấy chúng ta lại phải kiểm tra xem. Chúng ta lại phải tiếp tục kiểm tra xem gì nhỉ? Kiểm tra xem nó có lớn hơn hoặc bằng 9 triệu hay không. Đúng không? Lớn hơn 9 triệu. Nếu đúng. Nếu lớn hơn 9 triệu thì sao? Nếu lớn hơn 10 triệu thì nó đã là nhánh này rồi nhá. Đúng không? Thế cả cái nhánh đằng sau này là tương ứng với trường hợp là thu nhập làm sao đấy? Cả cái nhánh đằng sau này là tương ứng với trường hợp thu nhập nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra xem nó có lớn hơn 9 triệu hay không. Nếu đúng thì thuế thu nhập được tính bằng 5% của thu nhập. Ngược lại thì thuế thu nhập tính bằng gì? Không. À, đúng không? Nào bây giờ cô giải thích công thức nhé. Cái này nó sẽ phức tạp hơn đấy. Đúng không ạ? Nào cô giải thích cái công thức này. À, có hai hàm if lồng nhau. Đúng không? Có hai hàm if lồng nhau. Đây là biểu thức, điều kiện của hàm if bên ngoài. Đây là value if true, giá trị khi mà biểu thức điều kiện này đúng. Còn cả cái này chính là value if false, đúng không ạ? Của cái hàm if bên ngoài. Trong đó, cái value if false này, cái tham số value if false này nó lại là một hàm if. Đây là biểu thức điều kiện của hàm if đó. Đây là value if true, còn cái này là value if false. Đấy, chúng ta hiểu chưa ạ? Nếu mà thằng này mà true này, nếu là đúng nhá, thì kết quả trả lại của hàm if chính là cái này. Đúng không? Thế nếu biểu thức điều kiện này có giá trị là false thì kết quả trả lại của hàm if lại là cả cái nhánh đằng sau này. Và cái nhánh đằng sau này chính là tương ứng với trường hợp nhỏ hơn 10 triệu, nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu nhá. Thì tiếp tục nó kiểm tra xem có lớn hơn hoặc bằng 9 triệu không. Đây là value if true, còn đây là value if false. Các bạn có hiểu cái hàm if lồng nhau này chưa? Nó đang lồng nhau hai cấp đấy. Xong chưa em? Rồi ạ. Ừ. Đó nhá, thì đây là hàm if hai cấp, lồng nhau hai cấp, có thể nó còn lồng nhau rất là nhiều cấp nữa thì chúng ta làm tương tự thôi. Tiếp nữa thì cô sẽ tạo một cái bảng thống kê nha các bạn nhé. Thì để cho dễ thì các bạn sẽ chọn cho cô cái vùng ô này, sau đó copy và dán lên đây cho cô nhé. Cô muốn tạo ra một cái bảng thống kê được không ạ? Thì để cho nhanh thì cô copy luôn cái bảng bên trái này, cô dán sang đây và cô xóa cái cột này đi. Cột này bây giờ là cái này sẽ là gì nhỉ? Là tổng lương đi, hay là tổng thu nhập. Tức là cô đang cần tính tổng thu nhập theo từng cái phòng ban một, đúng không? Ví dụ như phòng kế hoạch tổng thu nhập của các nhân viên phòng kế hoạch là bao nhiêu, rồi tổng thu nhập của phòng kinh doanh, vân vân. Đấy, chúng ta đang cần phải lập một cái bảng thống kê như thế này. Các bạn tạo cho cô xong cái bảng thu nhập này, cái bảng thống kê này chưa? Rồi cô ạ. Rồi bây giờ nhá.
Hôm buổi trước ấy, chúng ta đã sử dụng cái hàm sum if, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hàm sum if để tính tổng thu nhập của từng phòng ban này. Có đúng không nhỉ? Hôm trước chúng ta đã làm được điều đó chưa nào? Cô cần tính tổng thu nhập của từng phòng ban này thì chúng ta đã làm được chưa? Mình đã có hàm gì rồi đây? Ví dụ ở ô này chúng ta phải tính tổng thu nhập của phòng kế giám đốc, tổng thu nhập của phòng kế hoạch, tổng thu nhập của phòng kinh doanh và tổng thu nhập của phòng kế toán. Chúng ta đã làm được chưa nào? Đã làm được công thức này không? Rõ ràng chúng ta đã làm được rồi đúng không? Giống như là chúng ta tính tổng lương của các nhân viên phòng kinh doanh chẳng hạn đấy, bằng cách sử dụng hàm sum if. Nhưng có điều hôm trước là cô mới chỉ cho các bạn tính một cái ô riêng thôi. Còn ở đây chúng ta sẽ phải sao chép công thức xuống các ô bên dưới đúng không? Chứ chúng ta không lập công thức cho từng cái ô này một. Vậy thì khi chúng ta lập một cái công thức trong cái bảng thống kê này thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức như thế nào cho nó tối ưu? Tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể tính được tổng thu nhập. Ví dụ cô cần tính tổng thu nhập của phòng kinh doanh chẳng hạn, thì chúng ta đã sử dụng hàm sum if này. Vùng điều kiện là vùng nào? Phòng bán ạ. Đúng rồi. Vùng điều kiện sẽ là vùng phòng ban, đúng không ạ? Này, hôm trước chúng ta đã làm cái này rồi này. Và điều kiện sẽ là kinh doanh chẳng hạn. Và trong cặp giống như kép, nếu chúng ta đang cần tính tổng thu nhập của phòng kinh doanh, vùng tính tổng là vùng nào? Vùng tính tổng là vùng nào? Vùng lương à? Đọc kỹ câu hỏi nào. Tính tổng thu nhập của phòng kinh doanh. À, thế là thu nhập ạ. Rồi, vùng tính tổng sẽ là vùng thu nhập, đúng không ạ? Ok, đó. Thì chúng ta đã làm được một cái công thức. Nếu mà chúng ta chỉ cần tính tổng thu nhập của một phòng ban ở bên ngoài như này thì chúng ta sẽ lập công thức như thế này, đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta đưa vào bảng như thế này ấy, thì chúng ta cần phải lập công thức như thế nào để nó tối ưu. Có nghĩa rằng là chúng ta có thể sao chép công thức đấy xuống các ô bên dưới, đúng không? Thế bình thường chúng ta sẽ sử dụng sum if như thế này. Vùng điều kiện sẽ là vùng phòng ban, có đúng không ạ? Cô đang cần tính tổng thu nhập của phòng giám đốc này, đúng không? Và rõ ràng là cái công thức này chúng ta phải sao chép xuống dưới. Vậy thì cái vùng phòng ban này chúng ta có cố định hay không? Cô sẽ sao chép công thức này xuống phía dưới, đúng không? Cho các ô bên dưới này này. Thế thì cái vùng điều kiện này chúng ta có cố định hay không ạ? Có. Có, đúng không? Tại vì chúng ta sẽ sao chép công thức xuống dưới. Nếu chúng ta không cố định thì địa chỉ nó sẽ thay đổi đi thành C4 đến C16, rồi C5 đến C17 vân vân, mà đó không phải là cái vùng điều kiện của mình. Chúng ta sẽ cần phải cố định nó lại. Tiếp theo, điều kiện là gì? Thì nếu mà với cách làm hôm trước ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ gõ từ giám đốc vào trong này, có đúng không nhỉ các bạn nhỉ? Đúng chưa? Bình thường thì mình sẽ gõ giám đốc ở đây. Nhưng mà các bạn để ý là nếu mà cô sao chép công thức xuống dưới thì xuống dòng tiếp theo này chúng ta phải sửa cái điều kiện giám đốc thành gì? Kế hoạch. Rồi xuống dòng tiếp theo này chúng ta lại phải sửa thành gì? Kinh doanh và thành kế toán. Có đúng không nào? Nếu mà chúng ta viết giám đốc đặt trong cặp dấu nháy kép như thế này thì rõ ràng khi chúng ta sao chép xuống các ô bên dưới chúng ta phải sửa điều kiện thành kế hoạch, rồi thành kinh doanh, thành kế toán. Đúng không ạ? Thì rõ ràng nó không tối ưu. Chúng ta phải sửa rất là nhiều. Vậy có cách nào để chúng ta không cần phải sửa công thức không? Thì chúng ta quan sát này, các cái ô này này chính là điều kiện luôn, đúng không? Đây, các cái ô này chính là cái điều kiện luôn. Thế nên là thay vì chúng ta đặt giám đốc trong cặp dấu nháy kép này, các bạn sẽ lấy luôn cho cô cái địa chỉ của ô nào đây? Ô nào? Ô phòng ban bên trái. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta sẽ lấy địa chỉ của cái ô E19 đây. Và khi nó sao chép xuống dưới, đúng không? Khi chúng ta sao chép công thức xuống dưới thì nó sẽ trở thành E20, chính là kế hoạch, E21 là kinh doanh và E22 là kế toán, mà chúng ta không cần phải sửa điều kiện, đúng không ạ? Tiếp theo, tham số cuối cùng là vùng tính tổng, đúng chưa ạ? Vùng tính tổng chính là vùng thu nhập này. Và chúng ta lưu ý là vùng này chúng ta cũng cần phải cố định nó lại. Đó, thì cái chỗ này cô hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta lập công thức cho cái một cái bảng thống kê, đúng không ạ? Để làm sao nó tối ưu, chúng ta không phải sửa công thức. Đây là vùng điều kiện, đây là điều kiện, còn đây là vùng tính tổng.
Xong chưa ạ? Xong rồi ạ. Rồi. Tiếp theo cô nói thêm các cái hàm nữa nhé. Hàm cái tiếp cô nói đến đó là hàm n, hàm n. Hàm n là hai hàm n và hàm o là hai hàm logic. Hai hàm logic nhé. Thì bây giờ cô sẽ lấy một cái ví dụ là gì nào? Nếu là cột này sẽ là cột công tác. Cột này sẽ là cột địa chỉ công tác hay là gì nhỉ? Cô xem cái cột gì cho nó phù hợp. À, tăng lương đi nhá. Tăng lương đi. Và cột tăng lương được tính như sau. Được tính như sau. Nếu là phòng kinh doanh và có lương dưới 7 triệu. Nếu là phòng kinh doanh và có lương dưới 7 triệu thì sẽ được tăng lương. Được chưa ạ? Đấy, chúng ta yêu cầu hiểu rõ yêu cầu cho cô nhé. Nếu là phòng kinh doanh và có lương dưới 7 triệu thì sẽ được tăng lương. Tức là cái cột lương này các bạn sẽ điền cho cô là true, có nghĩa là được tăng lương. Thế còn là false nếu không thỏa mãn cái điều kiện này. Thì ở đây là điều kiện và hay điều kiện hoặc hả các bạn? Nếu là nhân viên phòng kinh doanh và có lương dưới 7 triệu thì sẽ được tăng lương. Tức là điều kiện và, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ chúng ta cần lập công thức cho cái cột tăng lương này. Nó sẽ có giá trị là true nếu thỏa mãn điều kiện là phòng kinh doanh và có lương dưới 7 triệu. Còn ngược lại thì nó sẽ có giá trị là false, được không? Thì khi đó các bạn sẽ sử dụng cho cô hàm n nhá, chúng ta sẽ có hàm n. Hàm n đây là hàm logic. Hàm n là một hàm logic. Hàm này nó gồm có các cái tham số, có thể có một hoặc nhiều tham số nhé. Có thể có một hoặc nhiều tham số. Các bạn nhìn thấy cái tham số đầu tiên này. Thế còn các tham số còn lại thì nó được đặt trong cọc ngoặc vuông, có nghĩa là nó có thể có hoặc không. Và mỗi một cái tham số của hàm n này, nó sẽ là một cái giá trị logic. Mỗi một tham số của hàm n này sẽ là một giá trị logic là true hoặc false, đúng không? Hàm n này thì nó gọi là hàm và, đúng không? Hàm và này nó chỉ đúng khi tất cả các tham số của cái hàm và này nó có giá trị là đúng, tức là true. Các bạn hình dung true thì tương ứng với 1, thế còn false thì tương ứng với 0 nhá. False thì tương ứng với 0. Thì cái hàm n này nó chỉ có giá trị bằng true duy nhất, nó chỉ có giá trị bằng true duy nhất khi tất cả các tham số chuyển vào cho nó phải có giá trị là true. Thế còn chỉ cần xuất hiện một tham số có giá trị là true là false thôi. Chỉ cần xuất hiện một tham số có giá trị là false thì kết quả trả lại của hàm n này sẽ có giá trị là false. Thì để dễ hình dung, các bạn có thể hình dung là cái hàm n này giống như phép nhân ấy, phép nhân. Chỉ cần có một tham số có giá trị là false, tức là không ấy, thì kết quả của phép nhân đấy sẽ là bằng false, đúng không? Nó chỉ bằng true duy nhất khi tất cả các tham số chuyển vào cho nó có giá trị là true. Cô lấy ví dụ trước nhé. Ví dụ đây là biểu thức logic thứ nhất, nó sẽ trả lại cho cô một giá trị logic, đúng không? Tiếp theo, theo các bạn, cái hàm này của cô nó sẽ trả lại giá trị là true hay false nào? Trả lại true hay false. Ở đây cô đang có hai tham số, đây là tham số thứ nhất và cái này là tham số thứ hai. Theo các bạn, nó sẽ trả lại true hay false?
False, đúng không? Thằng này là false rồi. Cô không cần quan tâm tới cái biểu thức thứ hai. Chỉ cần có một cái tham số có giá trị là false thì kết quả trả lại của hàm này sẽ là false, đúng không? Đấy, thì chúng ta lưu ý hàm n là hàm và nhé. Nó chỉ có giá trị bằng true duy nhất khi tất cả các tham số truyền vào cho nó có giá trị là true. Chỉ cần một tham số có giá trị là false thì kết quả của hàm n này sẽ có giá trị là false, đúng không ạ? Ok, được chưa nào? Đó. À, và cô lấy một số các cái ví dụ khác này, một số ví dụ. Cô lấy ví dụ như hàm đấy của cô có hai tham số. Nếu là false, đây là hai tham số nhá, thì kết quả của hàm n này sẽ là gì? Nếu mà hai tham số cô truyền vào cho nó là false và false thì kết quả nó sẽ trả lại là gì nhỉ? Kết quả của hàm n ý. Chỉ cần có một tham số là false thì nó đã là false rồi, đúng không? False. Thế nếu mà false và true thì sao? False. True và false. False. True và true. True, đúng không? Đấy. Ví dụ đây cô đang lấy là có hai tham số. Thế còn nếu có nhiều tham số cũng thì cứ tương tự. Nó chỉ bằng true duy nhất khi tất cả các tham số truyền vào cho nó có giá trị là true. Thế còn chỉ cần một tham số có giá trị là false thì kết quả trả lại của hàm này sẽ là false, đúng không ạ? Ok. Rồi bây giờ quay trở về với ví dụ này. Chúng ta đang cần lập công thức cho cột tăng lương. Biết rằng nếu đó là nhân viên phòng kinh doanh và có lương dưới 7 triệu thì sẽ được tăng lương. Tức là cái ô đấy sẽ có giá trị là true. Còn ngược lại sẽ là false. Thì chúng ta có thể sử dụng hàm n. Hàm n. Tham số thứ nhất là biểu thức logic thứ nhất là gì nào? Biểu thức logic thứ nhất sẽ là gì? Biểu thức logic sẽ là gì? Hai điều kiện này có vai trò như nhau đúng không? Nên giờ chúng ta coi cái thằng nào là một cũng được. Ví dụ phòng ban mà bằng với kinh doanh, đúng không? Đây. Phòng ban bằng với kinh doanh. Và điều kiện thứ hai là lương làm sao? Nhỏ hơn 7 triệu. Đúng không nào? Đó, thì đây là hai cái biểu thức của hàm n đây. Hai cái biểu thức logic của hàm n. Đây là biểu thức logic thứ nhất. Mỗi một cái tham số này nó chỉ có thể nhận một giá trị là true hoặc false thôi, đúng không ạ? Đây. Nếu mà là phòng kinh doanh và có lương dưới 7 triệu thì nó sẽ trả lại là true. Đúng không? Thế còn một trong hai điều kiện này mà sai thì nó sẽ là false. Đấy. Được chưa ạ? Đây, như vậy chúng ta chỉ nhìn thấy có hai ông được tăng lương, đúng không? Hai ông được tăng lương. Đây, phòng kinh doanh này. Và cái ông này nữa. Đấy. Đúng chưa ạ? Thế còn lại là false hết. Xong chưa? Các bạn đã hiểu hàm n chưa nào? Ừ, rồi nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có hàm hoặc hàm o. À, các bạn hãy insert cho cô thêm một cột nữa. Cột này sẽ là công tác. Nếu là nhân viên của phòng kinh doanh hoặc phòng kế toán thì sẽ đi công tác ở Nam Định, còn ngược lại thì sẽ đi công tác ở Thái Bình. Hoặc là đầu tiên cô đưa ra một cái yêu cầu dễ trước nhá, rồi sau đó chúng ta sẽ viết cái yêu cầu vừa rồi, nó sẽ phức tạp hơn, nó phải lồng các cái hàm lại với nhau ấy. Thì đầu tiên để cho dễ thì các bạn sẽ làm cho cô, lập công thức cho cô ở cái cột công tác như sau này. Nếu là phòng kế hoạch hoặc phòng kế toán thì công tác sẽ là true, còn ngược lại thì sẽ là false, đúng không ạ? Nếu là nhân viên phòng kế hoạch hoặc phòng kế toán thì cái ô công tác chúng ta sẽ điền cho cô là true, còn ngược lại thì sẽ là false. Thì khi ở đây chúng ta sẽ sử dụng cho cô hàm hoặc là hàm o. Hàm o là hàm hoặc. Hàm hoặc này nó cũng có thể có một hoặc là có nhiều tham số, đúng không ạ? Có thể một hoặc nhiều tham số.
thì hàm hoặc này nó chỉ có giá trị bằng phô duy nhất, nó chỉ có giá trị bằng phô duy nhất khi tất cả các tham số truyền vào cho nó có giá trị bằng false. Thế còn chỉ cần một tham số có giá trị là true thì kết quả trả lại của hàm OR này sẽ là true, đúng không? Thế nên là với hàm AND lúc nãy thì các bạn có thể hình dung nó giống như phép nhân ấy, đúng không? True thì tương ứng với 1, còn false thì tương ứng với 0. Thì với hàm AND lúc nãy chúng ta thấy là hàm AND thì nó tương ứng với phép gì nhỉ? Phép nhân. Thế còn cái hàm OR này nó tương ứng với phép cộng. Chúng ta hình dung như vậy cho dễ. Nó giống với phép cộng nhá. Tức là nó chỉ có giá trị bằng false, tức là bằng không duy nhất khi tất cả các tham số truyền vào cho nó có giá trị là false. Thế còn chỉ cần một tham số có giá trị là true, chỉ cần một tham số có giá trị là true thì kết quả của hàm OR này sẽ có giá trị là true. Cô lấy ví dụ với hàm OR của cô có hai tham số nhá. 1 lớn hơn 3, a bằng. Các bạn, cái hàm này của cô nó sẽ trả lại giá trị là true hay false nào? True. True đúng không? Thằng này là false. Tham số thứ nhất là false, tham số thứ hai là true. Do đó kết quả trả lại cho nó sẽ là gì? True. Đấy. Thì chúng ta nhớ là gì? Cái hàm OR này là hàm hoặc. Chỉ cần một tham số của cái hàm OR này có giá trị là true thì kết quả của hàm OR chính là true. Nó chỉ bằng false duy nhất khi tất cả các tham số của hàm OR này có giá trị là false. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ hãy lập cho cô công thức của cột công tác đi. Biết rằng nếu là phòng kế hoạch hoặc phòng kế toán thì sẽ đi công tác, tức là có giá trị là true, còn ngược lại thì có giá trị là false. Chúng ta sẽ sử dụng hàm OR nhé. Hàm hoặc này. Hoặc gì? Nếu là kế toán, kế hoạch hoặc kế toán, đúng không? Kế hoạch. C3 bằng kế hoạch. Biểu thức thứ hai là C3 bằng với kế toán. Đấy. Nếu là phòng kế toán hoặc phòng kế hoạch thì ô công tác sẽ có giá trị là true, còn ngược lại thì có giá trị là false. Đây. Đây là biểu thức. Tham số thứ nhất, đây là tham số thứ hai. Các bạn hiểu chưa? Hàm O này đã hiểu chưa nào? Rồi. Tiếp theo nhá. Bây giờ cô sẽ insert cho các bạn một cột mới này. Cột này sẽ là cột địa điểm. Đấy. Giống như lúc nãy, nhưng bây giờ cô mới cho yêu cầu phức tạp này. Lúc nãy cô đã phải tách ra một cái là công tác, đúng không? Như vậy, ở đây các bạn cần phải lập công thức cho cái địa điểm công tác như sau. Nếu là phòng kế hoạch hoặc phòng kế toán thì sẽ đi công tác ở Nam Định, còn ngược lại thì sẽ đi công tác ở Thái Bình. Chúng ta hiểu yêu cầu chưa nào? Nếu là phòng kế hoạch hoặc phòng kế toán thì sẽ đi công tác ở Nam Định, còn ngược lại thì sẽ đi công tác ở Thái Bình. Nhá. Cái này nó sẽ phức tạp hơn, đúng không? Cô đang yêu cầu chúng ta phải lồng các cái hàm với nhau đấy. Nó sẽ là hàm if, đúng không? Và trong cái hàm if đấy, cái điều kiện của nó phức tạp hơn điều kiện hoặc, thì chúng ta sẽ sử dụng hàm or. Chúng ta suy nghĩ cho cô cái công thức này nhá, xem bạn nào làm được nào. Cái này hơi khó một chút đấy, đúng không? Nếu là phòng kế hoạch hoặc là phòng kế toán thì sẽ đi công tác ở Nam Định, còn ngược lại, tức là không phải là kế hoạch, không phải là kế toán ấy, thì sẽ đi công tác ở Thái Bình. Bạn nào mà làm được thì nhắn tin trong meeting chat cho cô nhá. Câu này nó sẽ hơi khó một chút đấy, đúng không?
Thôi được rồi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút nhé. Sau đó trong giờ đấy nếu bạn nào mà suy nghĩ mà làm được thì nhắn tin trong meeting chat cho cô. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao cho cô 10 phút, đến 10 giờ 25 chúng ta quay trở lại lớp, được không ạ? Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút hay là tiếp tục đây? Ôi, cô nhắc lại căng thẳng. Sao hả em? Ơi, nói lại cho cô chưa nghe rõ đâu. Giờ cô nhắc lại các hàm nữa mà em loạn quá. Nhắc lại các hàm á, hàm nào nào? Em không nhớ bây giờ đã học cái hàm gì nữa. Trời. Trời. Thế à? Cô nhắc lại những hàm nhá. Rồi, thế bây giờ này chúng ta đã học những hàm gì rồi? Nhiều hàm quá đúng không? Thì cái này nó hơi phức tạp đấy. Thôi được rồi, nếu bạn nào không, nếu mà thấy nó phức tạp quá thì có thể bỏ qua, không cần nghĩ tới câu này. Tại vì câu này nó khá là phức tạp đấy, nó phải lồng nhau mà, các cái hàm lồng nhau. Thì cô nhắc lại về những hàm mình đã dùng này. Hàm sum và sum if s được chưa hả em? Sum này, sum if s được chưa? Có cần phải nhắc lại từng hàm được không? Thu Uyên. Đó. Cô đang hỏi nhá. Em đang bảo nhắc lại các hàm đúng không? Thế bây giờ cô hỏi là những hàm nào cần nhắc lại. Đầu tiên là hàm sum, sum if và sum if s có cần phải nhắc lại hay không? Không cần đâu. Thế tiếp theo này, hàm count, count a, count blank, count if và count if s thì sao? Count a là đếm cái ký tự đúng không ạ? Đếm số chứa dữ liệu, chỉ cần nó chứa dữ liệu thôi, còn chứa cái gì cũng được. Vâng ạ. Đây, hàm average, average if. Và tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ có hàm average if s đấy. Trung bình, tính trung bình cộng có một điều kiện và trung bình cộng thỏa mãn nhiều điều kiện. Giống như hàm sum if và sum if s ấy. Cô làm cái địa điểm công tác đúng không ạ? À, cô làm cái này thôi gì? Ngồi đơn giản nhá. Cô, con check cho em đây cô. Cái gì hả em? Cô check cho em đấy ạ. À, đây công thức của em đây đúng không? Ôi, chính xác rồi, chuẩn luôn. Đây này, đoạn mà Minh Ngọc viết đúng công thức rồi đây này. Đây. À, nào. Bây giờ thì nó phức tạp hơn một chút thôi đúng không? Là bạn Đàm Minh Ngọc rất là tốt, bạn hoàn thiện công thức rồi đấy. Bằng if này, công thức của Ngọc là hoàn toàn chính xác. Biểu thức logic trong trường hợp này nó không phải là biểu thức bình thường giống như lúc nãy chúng ta làm, mà đây nó phải là một cái hàm or đúng không? Như vậy là nếu là phòng kinh doanh hoặc à phòng kế toán hoặc kế hoạch. Đây. If or của C3 bằng kế hoạch. Hoặc là C3 bằng với kế toán. Đấy, tức là nếu là phòng kế hoạch hoặc phòng kế toán, đây chính là biểu thức điều kiện của mình đây này. Được chưa? Nếu mà đúng thì đi Nam Định. Đúng không? Nó phức tạp hơn một chút, có nghĩa là lồng cái biểu thức điều kiện ở trong này nó lại là một cái hàm. Đúng không ạ? Còn ngược lại thì sẽ đi công tác ở Thái Bình. Đấy, bạn Đàm Minh Ngọc rất là tốt. Đúng chưa ạ? Đây. Ở đây các bạn thấy là đây chính là cái biểu thức điều kiện của mình đây này. Đó, biểu thức điều kiện là phòng kế hoạch hoặc phòng kế toán. Thì sẽ đúng, nếu mà đúng ấy, thì sẽ đi Nam Định. Còn ngược lại thì đi Thái Bình. Chính xác chưa? Đấy. Cái hàm O này chỉ có thể là nhận một trong hai giá trị, hoặc là true hoặc là false thôi. Nếu nó có giá trị là true thì kết quả trả lại của hàm O đấy là kết quả trả lại của hàm X, hàm if đó chính là Nam Định. Còn nếu cái biểu thức logic cụ thể chính là hàm O ấy, nó có giá trị là false, thì kết quả của hàm if chính là Thái Bình. Được chưa nào? À, bạn Đàm Minh Ngọc rất là tốt. À, bạn Đàm Minh Ngọc cấp 3 thì chắc là học cái này rồi đúng không? Minh Ngọc ơi, học cấp 3 em học cái này rồi đúng không? Em không nhớ ạ. À, không nhớ. Rồi, ok, rất là tốt đấy. Các bạn hiểu công thức này chưa? Có chỗ nào chưa hiểu không? Rồi, tốt. Thực ra cái câu này cô cho là hơi khó một chút nhé. Thì vì các bạn
Tí nữa chúng ta sẽ có một cái bài tập mà cũng sử dụng cái công thức giống như thế này. Đó, nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giúp cô giải lao, sẽ là 10 phút nhé. Chúng ta quay trở lại lớp vào lúc 10 rưỡi giúp cô. Chúng ta còn một cái phần nội dung nữa. Đó là liên quan tới việc chúng ta sẽ sao chép di chuyển các trang tính trong cùng book hoặc là sang một cái book khác. Sau đó chúng ta thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. Được không ạ? Các bạn quay trở lại lớp lúc 10 giờ rưỡi giúp cô, được nhé.
Alo, chúng ta tiếp tục nha các bạn ơi. Bây giờ cô sẽ nói tiếp về cái việc là chúng ta sẽ thực hiện thao tác sao chép và di chuyển các cái sheet. Chúng ta quay lại lớp chưa nhỉ? Alo. Đây đây cô ạ. Thế bây giờ nhá, cô sẽ nói cái cách để chúng ta di chuyển các cái sheet này. Ví dụ như hiện nay các bạn đang nhìn thấy trong cái book này của cô đang có 2 sheet, đúng không ạ? Thế nếu mà chúng ta muốn di chuyển các cái sheet thì sao? Nhá. Cô ví dụ có thêm một sheet nữa đi, nhìn cho nó nhiều nhiều hơn một chút, được không ạ? Vậy bây giờ nếu cô muốn di chuyển các cái sheet thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ việc kéo, nhấp và giữ vào cái sheet mà chúng ta muốn di chuyển, sau đó kéo tới vị trí đích, vị trí mình muốn ý, sau đó thả ra. Đấy. Như vậy để di chuyển các cái sheet trong cùng một book thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc kéo và thả như thế này thôi. Các bạn thao tác được chưa nào? Chúng ta thao tác được cái cách để có thể di chuyển các cái sheet chưa? Trong cùng book đấy. Ừ, đấy là di chuyển nhá, trong cùng một book. Thế còn nếu mà chúng ta muốn sao chép các cái book thì các cái sheet này thì sao? Vừa rồi là cô đã di chuyển cái sheet VD1, đúng không ạ? Thế vậy bây giờ nếu chúng ta muốn sao chép cái sheet này thì chúng ta làm giống như cách chúng ta vừa mới di chuyển. Có điều trong quá trình làm thì các bạn sẽ nhấn giữ cho cô phím Ctrl nhá. Nào các bạn quan sát này, cô muốn sao chép cái sheet VD1 thì cô sẽ nhấn giữ phím Ctrl, nhấp và kéo, nhấp, kéo. Đó, các bạn đã nhìn thấy chưa? Nhấp, kéo và thả thôi. Như vậy là cô đã sao chép được 2 cái sheet mới của VD1. Và vì là không thể nào mà có 2 sheet trùng tên nên là mặc định các bạn đã thấy nó đã thêm cho chúng ta các cái số 2, 3 vào, đúng không? Được chưa nào? Các bạn đã sao chép và di chuyển các cái sheet trong cùng một book này chưa? Xong rồi ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một số các thao tác khác để liên quan tới sheet nhé. Khi chúng ta click chuột phải lên tên một sheet thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có thể thực hiện một số các thao tác như sau. Chúng ta có thể thêm sheet mới. Ngoài cái cách chúng ta click vào cái dấu cộng này để chúng ta thêm sheet thì chúng ta có thể click vào insert ở đây. Chúng ta có thể xóa sheet đi. Chúng ta có thể đổi tên sheet. Có thể sao chép hoặc là di chuyển nhé. Thì lát nữa cô sẽ nói về cái thao tác sao chép di chuyển. Vừa rồi chúng ta đã sao chép và di chuyển sheet trong cùng book thì chỉ bằng cách đơn giản đó là kéo thả. Thế còn nếu mà chúng ta muốn sao chép hoặc là di chuyển các cái sheet sang một book khác thì khi đấy chúng ta không thể kéo thả như vừa rồi được mà chúng ta phải sử dụng cái chức năng Move or Copy ở đây. Chúng ta có thể ẩn sheet 2, chúng ta có thể thiết lập tab color cho nó. Ví dụ, cô click chuột phải lên tên sheet, sau đó chúng ta thiết lập tab color. Với mỗi một sheet chúng ta sẽ chọn cho nó một màu chẳng hạn. Cô lấy ví dụ như thế này. Tab color. Nhớ. Được không ạ? Đấy. Chúng ta đã thiết lập cái tab color cho các sheet. Làm thế nào? Tiếp theo nữa, bây giờ cô muốn ẩn một sheet đi. Thì chúng ta sẽ click chuột phải lên cái tên sheet chúng ta muốn ẩn. Sau đó chúng ta chọn là 2 để ẩn sheet. Đúng không ạ? Cô vừa mới ẩn sheet VD2. Tiếp theo cô ẩn sheet 1 này nữa. Được không ạ? Đấy là ẩn sheet. Thế nếu chúng ta muốn hiển thị lại cái sheet đang bị ẩn thì chúng ta cũng click chuột phải lên tên một sheet bất kỳ. Sau đó chọn ăn 2. Được không ạ? Click chuột phải lên tên một sheet bất kỳ và chúng ta chọn ăn 2. Ở đây chúng ta đang nhìn thấy có 2 sheet đang bị ẩn. Đó là sheet 1 và VD2. Chúng ta muốn hiển thị sheet nào thì các bạn sẽ chọn cái sheet đấy. Ví dụ cô muốn hiển thị sheet VD2 thì chúng ta sẽ chọn nó và click vào nút OK, đúng không ạ? Click chuột phải này, một sheet bất kỳ, sau đó chọn ăn 2. Ở đây cô chọn sheet VD2 và click vào nút OK, đúng không ạ? Đấy, như vậy bây giờ chúng ta đã hiển thị lại cái sheet VD2 rồi. Thì đấy là thao tác để chúng ta có thể ẩn hoặc là hiển thị một sheet, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đổi tên sheet. Thì để đổi tên sheet, các bạn sẽ click chuột phải lên tên sheet đó, chọn rename và chúng ta đặt tên mới, nhấn enter. Hoặc là cách thứ hai đơn giản hơn, đó là chúng ta sẽ click đút chuột vào tên sheet cần đổi và chúng ta nhập tên mới. Cô đặt tên này là ví dụ 1, ví dụ 3 đi, đúng không? Tương tự như vậy, cái sheet này cô đổi tên nó thành ví dụ 4. Ví dụ 4, được không? Đấy. Như vậy cô đã đổi tên các cái sheet bằng cách là click đút chuột, sau đó nhập tên mới, đúng không ạ? Nhấn enter.
Các bạn đã đặt tên sheet các thứ xong thao tác với sheet chưa nào? Rồi ạ. Ừ, rồi. Tiếp theo. Cô sẽ hướng dẫn cách chúng ta di chuyển và sao chép các cái sheet sang một book khác. Vừa rồi chúng ta đã sao chép và di chuyển trong cùng một book thì chúng ta làm bằng cách đơn giản là kéo thả. Thế nếu bây giờ cô muốn di chuyển hay là sao chép sang một book khác, tức là sang một file Excel khác ấy, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ click chuột phải lên tên sheet mà chúng ta cần sao chép hoặc là di chuyển. Sau đó chọn Move or Copy. Move or Copy. Đấy. Thì hộp thoại Move or Copy xuất hiện. Ở đây các bạn thấy này, To Book. Thì mặc định nó sẽ thực hiện trong cùng cái book này luôn. Đúng không? Mặc định nó đang thực hiện trong cùng book. Đúng không ạ? Thế nếu chúng ta muốn sao chép hoặc là di chuyển nó sang một book khác thì chúng ta sẽ click vào nút mũi tên bên phải của To Book đây. Hiện nay cô đang mở hai cái book này. Thì đây là book hiện thời. Đúng không? Thế nếu chúng ta muốn di chuyển nó sang hoặc là sao chép nó sang một book khác thì chúng ta chọn tên book đấy. Hoặc là nếu chúng ta muốn đưa nó sang một cái book mới thì chúng ta sẽ chọn là New Book. Đúng không ạ? Đấy. Ví dụ nhé, cô đặt nó sang một book mới này, cô chọn là New Book. Thì chúng ta sẽ đặt nó ở cái trước cái sheet nào thì chúng ta sẽ chọn cái tên sheet đấy ở đây. Ví dụ cô chọn là Video Art, đặt một cái book khác này. Thì hiện nay nó đang có một cái sheet có sẵn rồi. Đúng không? Thế chúng ta muốn đặt cái sheet mà chúng ta di chuyển hoặc là sao chép tới này nó ở vị trí trước cái sheet nào thì chúng ta chọn. Đúng không? Ở đây giả sử cô để nó sang một cái book mới. Bên dưới này nó có một cái tùy chọn là Create a Copy. Nếu mà chúng ta không tích vào cái tùy chọn này thì có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện thao tác di chuyển. Còn nếu mà chúng ta muốn sao chép thì các bạn phải tích vào cái ô Create a Copy. Thì khi đấy chúng ta mới thực hiện thao tác sao chép. Được không ạ? À, ví dụ bây giờ cô muốn sao chép, do đó cô phải tích vào ô Create a Copy sang một book mới nhá. À, cái book mà cô đang thực hiện đây là book, cái sheet mà cô đang thực hiện là sheet VD2. Sau đó chúng ta click vào nút OK. Đấy. Thì các bạn thấy đây chính là cái book mới nó vừa mới tạo ra cho cô và cái sheet VD2 nó đã được sao chép sang đây, đúng không? Nằm trong cái book mới này. Thì đương nhiên là cái book cũ của cô nó vẫn có cái sheet đấy tại vì cô đã thực hiện thao tác sao chép, đúng không? Cái VD2 nó vẫn nằm ở đây. Thế còn nếu chúng ta chỉ di chuyển thôi thì chúng ta sẽ không tích vào cái ô Create a Copy, đúng không ạ? Rồi, đấy là thao tác sao chép di chuyển các cái sheet trong cùng book hoặc là sang các cái book khác. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thao tác tiếp theo, đấy là thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. Ở đây cô đã sao chép cái sheet VD1 này sang một số các sheet khác. Được không ạ? Đây, cô đã tạo một số sheet khác để lát nữa cô sẽ thực hiện thao tác sắp xếp và di chuyển. À, sắp xếp và lọc dữ liệu. Được không nào? Bây giờ cô sẽ trở về sheet VD1 trước này. Chúng ta sẽ thực hiện thao tác sắp xếp nhé. Nếu mà cô muốn sắp xếp theo thu nhập tăng dần chẳng hạn. Được không ạ? Thì chúng ta chỉ cần đặt con trỏ vào cái ô thu nhập này này. Nếu cô chỉ cần sắp xếp theo thu nhập tăng dần thì chúng ta sẽ đặt con trỏ tại cái ô thu nhập đây, đúng không? Hoặc là nếu chúng ta sắp xếp theo lương thì cũng thế thôi. Sau đó vào thẻ Home, trong nhóm Editing chúng ta click vào nút Sort and Filter. Tại đây các bạn chọn cho cô là Sort A to Z, đúng không? Hay là từ nhỏ nhất tới lớn nhất đấy, được không? Cô đang cần sắp xếp cái danh sách này theo thứ tự tăng dần của thu nhập. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Như vậy là thu nhập đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Nhá. Được không nào? À, rồi. Tiếp theo, chúng ta muốn sắp xếp theo lương giảm dần chẳng hạn. Lương giảm dần. Nhá. Thì khi đấy chúng ta lại gì ạ? Nếu mà cần sắp xếp theo lương giảm dần, chúng ta sẽ đặt con trỏ tại ô lương này. Sau đó lại vào thẻ Home. Trong nhóm Editing, chúng ta click vào nút Sort and Filter. Và chúng ta chọn gì nhỉ? Chọn gì? Sort A to Z hay Z to A? Lương giảm dần. Z to A. Đúng không? Đấy. Thì chúng ta đã sắp xếp được theo lương giảm dần. Đúng không ạ? Ok. Nhưng mà với hai cái thao tác vừa rồi cô sắp xếp, thì cô chỉ sắp xếp theo một tiêu chí. Đúng không? Thế nếu chúng ta muốn sắp xếp theo nhiều tiêu chí, ví dụ đầu tiên cô sẽ sắp xếp theo thứ tự A to Z của phòng ban. Và nếu cùng phòng ban thì chúng ta sắp xếp theo thứ tự tăng dần của thu nhập chẳng hạn. Được không? Thì khi đấy chúng ta sẽ làm như sau nhé. Các bạn sẽ chọn cho cô cái vùng ô mà chúng ta muốn sắp xếp.
ở đây chúng ta đang cần sắp xếp theo hai điều kiện, đúng không ạ? Là đầu tiên sắp xếp theo phòng ban thứ tự A to Z. Nếu cùng phòng ban thì chúng ta sẽ sắp xếp theo thu nhập tăng dần. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chọn cho cô cái vùng ô chúng ta cần sắp xếp. Sau đó vào thẻ Home, trong nhóm Editing, click vào nút Short and Filter. Tại đây các bạn chọn cho cô là Custom Shots. Đúng không ạ? Custom Shots. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy hộp thoại Shots xuất hiện, đúng không ạ? Tại Shot By chúng ta sẽ chọn là gì? Tại Shot By chúng ta sẽ chọn gì nào? Bây giờ cô hỏi này, hai cái điều kiện đấy nó có vai trò như nhau hay không? Cô cần sắp xếp. Đầu tiên là sắp xếp theo phòng ban. Nếu cùng phòng ban thì sắp xếp theo thu nhập tăng dần. Vậy cô hỏi là hai cái điều kiện đấy nó có vai trò như nhau hay là như thế nào? Như nào? Như nhau. Hay là có như nhau không? Giống như cô có một danh sách này nhá. Đầu tiên cô cần sắp xếp theo tên. Nếu trùng tên thì sắp theo họ. Tức là cô có một cái danh sách khác chẳng hạn. Cô có cột họ đệm, cột tên, vân vân. Thì đầu tiên cô sẽ sắp xếp theo tên. Nếu theo tên, theo thứ tự A to Z. Nếu mà cùng tên thì sắp xếp theo họ. Và nếu cùng cả họ nữa thì lại sắp xếp theo nơi sinh chẳng hạn. Đúng không? Như vậy rõ ràng là chúng ta sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau. Thì khi đó, vai trò của các cái tiêu chí này nó có giống nhau hay khác nhau nào? Có giống nhau không? Cái này tôi sẽ... Đúng rồi, nó có rõ ràng là nó có thứ tự đấy, đúng không? Thứ tự rõ ràng nhá. Đầu tiên là gì ạ? Sắp xếp theo phòng ban. Nếu cùng phòng ban thì chúng ta mới sắp xếp theo thu nhập tăng dần, đúng không ạ? Đấy. Thế nên là đầu tiên chúng ta phải sort by cái gì trước? Phòng ban trước. Phòng ban. Đúng rồi, phòng ban trước, đúng không? Thứ tự A to Z, order A to Z. Để thêm một tiêu chí sắp xếp nữa thì chúng ta click vào nút S level này để thêm một tiêu chí sắp xếp. Tại gen by chúng ta sẽ chọn là gì? Nếu cùng phòng ban thì nó mới sắp xếp theo cái tiêu chí thứ hai, gen by. Chúng ta sẽ chọn là gì nhỉ? Thu nhập tăng dần hoặc là lương ở đây. Ở đây cô đang yêu cầu là thu nhập thì chúng ta sẽ chọn cột nào? Thu nhập. Đúng không? Và thứ tự cột nào là số thì chúng ta sẽ có từ nhỏ nhất tới lớn nhất hay là từ lớn nhất tới nhỏ nhất. Cột nào là text thì chúng ta sẽ có A to Z hay là Z to A. Thế còn nếu mà cột nào là date thì chúng ta sẽ có từ xa nhất tới gần nhất hoặc là ngược lại. Đúng không? Thì ở đây chúng ta đang cần sắp xếp theo phòng ban thứ tự A to Z. Nếu cùng phòng ban thì chúng ta sẽ sắp xếp theo thu nhập tăng dần. Được không ạ? Đấy. Ví dụ đây là cái điều kiện mà thỏa mãn cái yêu cầu cô vừa mới đưa ra. Đầu tiên là sắp xếp theo phòng ban thứ tự A to Z. Nếu cùng phòng ban thì chúng ta sẽ sắp xếp theo thu nhập tăng dần. Đúng không ạ? Và click vào nút OK để xem kết quả. Đó, chúng ta nhìn thấy chưa? Đầu tiên là chúng ta sắp xếp theo phòng ban. Và nếu cùng phòng ban thì sắp xếp theo thu nhập tăng dần. Đúng không ạ? Đấy. Như vậy là chúng ta đã hiểu về cái cách sắp xếp với nhiều điều kiện chưa? Nếu mà có thêm điều kiện nữa thì các bạn lại add level thôi. Chúng ta hiểu chưa nào? Tôi ạ. Ok. Rồi, nội dung cuối cùng trong buổi ngày hôm nay đó là thực hiện thao tác lọc dữ liệu nhé. Các bạn sẽ chuyển cho cô sang một cái sheet khác đi. Đây, cô chuyển sang một cái sheet khác mà cô đã sao chép đây này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác lọc dữ liệu. Thì trong Excel, chúng ta sẽ có hai cái cách để lọc. Đó là lọc tự động và lọc nâng cao. Lọc tự động thì cái kết quả lọc nó sẽ hiển thị ngay trong cái dữ liệu nguồn ban đầu. Và những cái ô nào, những cái dòng nào mà không thỏa mãn điều kiện lọc thì nó sẽ bị ẩn đi. Đúng không ạ? Ẩn đi có nghĩa là nó thiết lập cái độ cao của dòng đó về không. Đấy là lọc tự động. Thế còn với lọc nâng cao thì kết quả lọc chúng ta có thể đặt sang một cái vị trí khác. Và nó hỗ trợ chúng ta lọc với rất là nhiều điều kiện khác nhau.
Chứ còn với lọc tự động ấy thì chúng ta chỉ thực hiện được một số các thao tác lọc nhất định thôi, chứ không phải là chúng ta lọc được hết tất cả các cái yêu cầu nhá. Thì với cái nội dung của môn học này của chúng ta chỉ dừng lại ở lọc tự động, đúng không ạ? Thế còn với lọc nâng cao thì chúng ta phải tạo một cái bảng điều kiện lọc, rồi sau đó chúng ta thực hiện lọc, kết quả lọc có thể đặt ra một cái vị trí khác so với cái dữ liệu nguồn ban đầu của mình. Ở đây cô sẽ giới thiệu với các bạn về lọc tự động nhá. Thì để lọc tự động, các bạn sẽ đặt con trỏ vào một cái ô tiêu đề bất kỳ này, hoặc là các bạn chọn cho cô cả cái vùng tiêu đề đây, được không ạ? Sau đó vào thẻ Home, trong nhóm Editing, chúng ta click vào nút Sort và các bạn chọn cho cô là Filter, đúng không ạ? Vào thẻ Home này, trong nhóm Editing, click vào nút Sort and Filter, sau đó chúng ta chọn là Filter. Khi chúng ta click vào filter thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là với mỗi một cái ô tiêu đề thì chúng ta đã thấy xuất hiện thêm một cái nút lệnh nữa. Cái nút lệnh này nó gọi là nút filter, cái biểu tượng hình mũi tên đấy, đúng không? Giống mũi tên này. Đây là nút lệnh filter, cho phép chúng ta thực hiện thao tác lọc. Ví dụ, cô cần lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh. Thì khi đấy chúng ta sẽ click vào nút filter của kinh doanh, à của phòng ban. Click vào nút filter đây. Hiện nay nó đang select all, đúng không? Thế nếu mà chúng ta chỉ cần chọn ra những nhân viên, chỉ cần lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh, thì các bạn sẽ bỏ tích tại cái select all này, bỏ tích đi. Và các bạn tích cho cô tại kinh doanh, đúng không? Và click vào nút OK. Thì đây là kết quả chúng ta đã lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là những cái dòng nào mà nó không thỏa mãn điều kiện lọc thì nó sẽ bị ẩn đi. Đây chúng ta nhìn thấy này, ví dụ như dòng số 3, số 4 nó bị ẩn này. Dòng số 6, dòng số 7 bị ẩn, đúng không? Dòng số 9 này, dòng số 11 này, dòng số 13, 14. Đấy. Thì những cái dòng mà nó không thỏa mãn điều kiện lọc ấy, nó sẽ bị ẩn đi. Tức là cái độ cao của nó sẽ có giá trị là bằng 0, đúng không ạ? Đấy. Và bây giờ cái nút filter bây giờ nó không còn biểu tượng hình dấu mũi tên nữa, mà nó đã thay vào đấy là biểu tượng hình cái phễu. Nó cho chúng ta biết là đang có một cái bộ lọc được thực hiện ở đây, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ xóa cái bộ lọc này đi bằng cách là click vào biểu tượng hình cái phễu này, cái nút lọc ấy, nút filter, và chúng ta chọn là clear filter from phòng 3, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo bây giờ hãy lọc cho cô những nhân viên có thu nhập trên 10 triệu. Thì chúng ta sẽ dựa vào ô nào, cái cột nào nhỉ? Hãy lọc ra những nhân viên có thu nhập trên 10 triệu. Dựa vào đâu? Cô thu nhập ạ. Nhập, đúng không ạ? Chúng ta sẽ click vào nút filter của thu nhập. Ở đây chúng ta có tích hoặc là bỏ tích giống như chúng ta vừa mới làm với phòng ban không? Có làm thế không? Có tích hoặc là bỏ tích không nhỉ? Không ạ. Không nhá. Ở đây vì chúng ta thấy có rất là nhiều các giá trị rời rạc, đúng không ạ? Chúng ta không tích hoặc là bỏ tích giống như ở bên phòng ban này. Mà ở đây chúng ta sẽ chọn cho cô number filter, đúng không ạ? Đấy. Cột nào có dữ liệu dạng số thì chúng ta sẽ có number filter. Cột nào là text, chúng ta sẽ có text filter. Cột nào là date thì chúng ta sẽ có date filter, đúng không? Ở đây có những cái number filter nào bằng với này, không bằng với, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, nằm trong khoảng, nằm trong đoạn, top 10, trên giá trị trung bình hay là dưới giá trị trung bình, hoặc là một cái custom filter, chúng ta tùy biến cái lọc của mình đi. Đúng không? Thì ở đây cô cần lọc ra những nhân viên có thu nhập trên 10 triệu, do đó chúng ta sẽ chọn là greater than, đúng không ạ? Và tại ô này chúng ta sẽ nhập cho cô là 10 triệu. Đúng không ạ? Và mình click vào nút OK. Đấy. Thì kết quả nó sẽ hiển thị cho chúng ta những nhân viên có thu nhập trên 10 triệu. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ xóa cái bộ lọc này đi, clear đi. Yeah. Hãy lọc cho cô những nhân viên họ Trần. Hãy lọc ra những nhân viên họ Trần thì chúng ta sẽ dựa vào cái cột nào đây? Cột họ và tên à? Đúng rồi, chúng ta sẽ click vào mũi tên, tức là cái nút filter ấy, của họ và tên. Ở đây chúng ta cũng không tích hoặc là bỏ tích nhé, mà chúng ta sẽ chọn text filter. Với text filter thì có một số các tùy chọn sau: bằng với, không bằng với, bắt đầu với, kết thúc với, chứa và không chứa, đúng không? Hoặc là custom filter. Thì ở đây cô đang cần lọc ra những nhân viên họ Trần, do đó chúng ta sẽ chọn là gì? Begin with, đúng không? Bắt đầu với. Chúng ta sẽ gõ chữ Trần ở đây.
Begin with chuẩn. Đúng không? Sau đó click vào nút OK. Thì kết quả sẽ lọc ra cho chúng ta những nhân viên họ chuẩn. Đúng không? Rồi, tiếp theo các bạn sẽ xóa cho cô bộ lọc này đi nhé. Bây giờ hãy lọc cho cô những nhân viên phòng kinh doanh và có thu nhập dưới dưới 10 triệu, được không ạ? Hãy lọc cho cô những nhân viên phòng kinh doanh và có thu nhập dưới 10 triệu. Như vậy chúng ta sẽ phải lọc trên mấy cột nào? Hai ạ. Hai cột, đó là phòng ban và thu nhập. Đúng không ạ? Vậy cô hỏi này, có quan trọng là chúng ta phải lọc trên cột nào trước, cột nào sau hay không? Hay là chúng ta lọc trên cột nào trước cũng được. Lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh và có thu nhập dưới 10 triệu. Lọc kinh doanh trước ạ. Có bạn nào có ý kiến khác không? Kinh doanh trước. Bạn nào, chúng ta có một bạn có ý kiến là chúng ta phải lọc trên kinh doanh trước. Có bạn nào có ý kiến khác hay không? Được. Lọc cái nào trước. Đúng không? Cái nào trước cũng được, tại vì đây là điều kiện và. Điều kiện và thì cả hai cái này có vai trò như nhau. Đúng không ạ? Chúng ta lọc trên điều kiện nào trước cũng được. Ví dụ cô lọc trên kinh doanh trước, phòng ban trước nhé. Kinh doanh. Đúng không ạ? Thì nó chỉ hiển thị cho chúng ta những cái nhân viên phòng kinh doanh ở đây thôi. Sau đó tiếp theo chúng ta nhập trên thu, lọc trên thu nhập, number filter và chọn less than, dưới 10 triệu. Đúng không ạ? OK. Đấy. Thì đây là kết quả chúng ta đã lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh và có thu nhập dưới 10 triệu. Các bạn là hoàn toàn có thể làm lại. Chúng ta sẽ lọc trên thu nhập trước chẳng hạn. Cô lấy ví dụ nhé. Bây giờ cô lọc trên thu nhập trước này. Cô xóa đi nhé. Cô lọc thu nhập trước dưới 10 triệu trước. Less than 10 triệu. Đó. Vậy là cô đã lọc trên thu nhập trước và bây giờ cô mới lọc trên phòng ban thì kết quả nó sẽ là giống nhau. Đúng không ạ? Đấy. Thế bây giờ cô hỏi nhé. Nếu cô đang cần lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh hoặc có thu nhập dưới 10 triệu. Nào, hãy lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh hoặc có thu nhập dưới 10 triệu thì chúng ta có làm bằng cách lọc tự động này hay không? Lọc ra những nhân viên phòng kinh doanh hoặc có thu nhập dưới 10 triệu. Không dùng cách này nữa. Đúng rồi, đúng không? Chúng ta không thể lọc bằng cái cách vừa rồi được. Được chưa nào? Bằng cái cách lọc tự động này chúng ta không thể lọc với cái yêu cầu cô vừa mới đưa ra. Đó là những nhân viên phòng kinh doanh hoặc có thu nhập dưới 10 triệu thì chúng ta không thể thực hiện được bằng phương pháp lọc tự động. Mà với cái yêu cầu như thế, chúng ta phải lọc bằng phương pháp lọc nâng cao. Đúng không? Chính vì vậy mà lúc đầu cô có nói là gì ạ? Với phương pháp lọc tự động, không phải là tất cả các yêu cầu lọc chúng ta đều thực hiện được. Nhưng với lọc nâng cao thì chúng ta có thể làm được điều đó. Nhá. Thì với cái nội dung của môn học này, chúng ta chỉ dừng lại ở lọc tự động thôi. Được không ạ? Bây giờ thì chị Phương Anh sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập. Cô nói một chút đã này. Cô thêm một ngoài cái bài tập chị Phương Anh gửi nhé, các bạn sẽ phải làm thêm cho cô một cái bài tập này nữa. Đây là cái bài tập của một cái đề đã thi. Đề đã thi, đề này là của bộ môn đưa ra của cái tháng 1 vừa rồi đấy. Cô sẽ gửi cho các bạn xem cái bài tập đấy để chúng ta về nhà chúng ta làm nhé. Bài tập này không phải là bài tập của cô đưa ra đâu. Đây. Các bạn sẽ làm cho cô cái phần Excel này nhé. Phần Excel này là 4 điểm đây này. Tức là ngoài cái bài tập mà chị Phương Anh tạo cho các bạn thì các bạn sẽ nộp kèm theo cho cô cái bài tập này nữa. Được không ạ? Nộp kèm theo cho cô cái bài tập này. Cái bài tập này thì các bạn phải tự tạo dữ liệu chứ không có file dữ liệu sẵn. Chúng ta nhìn thấy chưa?
cái bài tập này các bạn về nhà làm thêm cho cô nhé. Ngoài cái bài tập chị Phương Anh gửi này, đây là cái bài tập về phần Excel, một cái đề thi đấy. Ok. Chúng ta có câu hỏi gì không nhỉ? Các bạn ơi. Ok, không có câu hỏi. Thế thì về nhà các bạn làm bài tập cho cô nhé. Chị Phương Anh chắc là đã tạo bài tập trên trên team cho các bạn rồi. Ngoài cái bài tập đấy thì chúng ta như lưu ý là gửi thêm cho cô cái bài tập này nữa, cái bài tập cô vừa mới chụp ảnh ở trên meeting chat ấy. Được không ạ? Cái bài tập này là một cái bài tập đã thi đợt tháng 1 vừa rồi. Nếu cô không nhầm là đợt tháng 1. Ok, vậy nếu chúng ta không có câu hỏi gì thì các bạn về nhà làm, nếu làm bài tập đầy đủ cho cô. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng thứ 6 tuần sau. Rồi, cô cảm ơn các bạn. Cô chào các bạn nhé. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô.